Bây giờ tôi đưa cô về. Anh là đồ tồi. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Thành mà hãy rút mã cái gì chứ? Tôi đã dành hết thanh xuân của tôi cho anh mà. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ mới bị một người đàn ông phụ tình thì đã thấm gì so với nỗi đau mất đi người thân chứ. Những giọt nước mắt của cô chưa đủ để bù đắp cho gia đình của tôi đâu. Cô cần phải bị dày dò hơn như vậy nữa. Cô có biết bây giờ nhìn cô đáng thương và thảm hại lắm không? Bị một thằng đàn ông tồi cấm sừng, rồi say xỉn ngồi đây khóc bù lu bù loa, nhìn chướng mắt lắm. Anh là đồ khốn nạn. Anh tại sao mà anh lại ngoại tình với đồng nghiệp chứ? Tại sao anh lại bỏ rơi tôi? Tôi làm cái gì sao anh nói đi? Tôi đã dành hết thanh xuân cho anh. Hả? Tôi đã dành hết tất hả? Cả cho hả? Anh hả? Tại sao anh lại đối xử với tôi cô như tỉnh vậy? Táo lại đi. Nói tôi không đi. Phải là thằng đàn ông tồi đó. Và tôi không muốn mọi người ở đây nghĩ tôi là tên đó. Đứng dậy, tôi đưa cô về. Đứng dậy. Tỉnh táo lại về. Hằng à, cô tỉnh táo và đi về được không? Trời, chị Hằng. Gì thấy ghê vậy trời. Trời ơi, chị sao vậy nè? Nè, anh làm gì nói vậy hả? Anh đừng có nói là anh hại chị để trả thù nha. Không ai làm gì cô ta hết. Cô không chết đâu mà lo. Khi cô ta tỉnh lại, nói liên lạc với tôi để đền bộ vết. Về. Bình thường á, ai mà làm dơ áo của mày, mày quăng con tao ngoài đường, mày chạy về nhà mày thay vét. Sao hôm nay mày tốt mày đưa cô Hằng về nhà vậy? Nó nhiều quá. Vậy nè. Ê, chào hai chiến hữu mình về nha. Về mệt quá. Đâu mất tiêu rồi. Trái phải trái. Bên nào ta? Không thấy đường. À đây rồi. Cả nhà ơi, bé ơi, mua thuốc về rồi nè. Về hả? Thuốc nè. Cảm ơn Nghiên. Chị Hằng sao rồi, đỡ chưa? Chị Hằng hả? Chị Hằng đang nằm nè. Nè, đưa thuốc cho chị Hằng nè. Đi vô. Trời, phòng con gái, con trai vô kỳ lắm. Nghĩ gì vậy, đi vô, đi. Ê, khoan, uống thuốc đã. Nè, cho chín rồi. Ăn luôn đi, rồi hãy uống thuốc nha. Tôi lại làm phiền mọi người nữa rồi. Nói cái gì mà nghe khách sáo quá vậy? Phiền cái gì mà phiền? Bữa sau mà nói như vậy hả? Tôi ký cái đầu nghe chưa? Chị Minh, chị giữ ghê á. Phải giữ chứ, giữ mới bảo vệ được nhóm mình, đúng không? Chị giữ vậy cả nhóm sợ hơn đó chị. Chị đánh em luôn á nha. Không, chị oai phong lắm. Vậy thì được. Chị Hằng, chị thấy trong người sao rồi? Thấy khỏe hơn chưa? Chị thấy cũng đỡ rồi. Còn hơi nhức cái đầu chút xíu à. Không nhức đầu mới là lạ á. Chị uống quá trời luôn. Lần sau á, nếu có uống thì uống ít thôi. Với lại chị là con gái nữa. Mà nhất là uống chung với lại cái người muốn chị đau khổ á. Thật ra là em đang lo, không biết cái thằng cha già xỏ lá đó có làm hại gì chị không nữa. Bộ tối hôm qua tôi lại gây ra chuyện gì nữa hả? Khi cô ta tỉnh lại, nói liên lạc với tôi để đền bộ vết. Có khi nào anh ta muốn chị tới đó, muốn chị làm việc gì khủng khiếp để đền lại bộ vết đó không? Chứ hôm qua tính cách đó đâu phải là của anh ta đâu. Trời, mấy người giàu có vậy á, em nghĩ bộ vết đó
không có rẻ đâu nha. Trời ơi, có gì đâu. Có gì sao tự nhiên căng thẳng quá vậy? Tôi thấy chuyện này cũng bình thường mà. Tôi thấy là không bình thường. Chuyện này là bất bình thường đó. Đúng rồi đó chị. Cha già xỏ lá đó không có dễ bỏ qua cho chị đâu. Để tôi tới đó, tôi nói chuyện với ổng. Bây giờ tôi chả sợ cái gì nữa hết á. Tới nữa hả? Ừ. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Làm gì hôm nay yêu đời vậy trời? Phải nói là trải qua mấy chục nồi bánh chưng rồi. Ngày hôm nay là ngày tôi vui nhất. Là bởi vì tôi đã bứng cục mụn đi rồi. Trời, xưa giờ tôi thấy bà có mụn đâu. Ê bà tối dạ quá vậy. Ý tôi nói là con Hằng đó, cuối cùng nó cũng đã dọn ra khỏi nhà tôi. Nhưng mà tự nó dọn chứ tôi không có đuổi gì hết trơn. Tôi không mang tiếng ác. Bữa nay qua tôi tính làm gì đây? Làm móng hay là gọi đầu? Hôm nay tôi qua đây á, không phải là gọi đầu mà là làm móng. Dũa rồi sơn bóng cho tôi đi nha. Đừng có sơn màu. Ừ. Vui quá. Mà tôi hỏi cái này, bà đừng có buồn nha. Thôi bà ơi, đang vui bà hỏi chuyện buồn à. Mà chuyện gì? Nghĩ lại tôi thấy tội nghiệp con Hằng quá. Từ lúc nó về tới giờ, nó chỉ biết có mình nhà bà thôi à. Giờ bà đuổi nó đi, rồi tiền đâu nó trang trải hàng ngày, rồi nó ăn đâu, nó ngủ đâu. Ê bà tạ lao biết lao thiệt á. Nó còn đá bạn tù nó làm chi? Dù sao con nhỏ nó cũng tốt, siêng năng, chăm chỉ, thảo ăn. Mới đầu tôi cũng sợ nó, nhưng mà rồi từ từ tôi thấy bưng cái bụng ghê lắm. Nghĩ lại tội nghiệp của nhỏ dễ sợ. Bà nói tội nghiệp cho nó, ý là bà nói tôi ở ác với nó đó hả? Tôi không có ý đó. Nhưng mà dù gì á, con Hằng nó cũng sống ở nhà bà lâu rồi, giúp việc cho nhà bà. Tiền bạc á thì bà quản hết. Thôi mệt quá à. Bà nói chuyện đâm ban quá à. Cái này là nó tự đi, tôi không có ép hay là đuổi nó đi. Cái thứ gì mà vừa lười mà lại lu manh, ai mà thèm nó chứ. Mà sau cái lần này á, thằng Thanh con tôi á cũng dứt khoát với nó luôn. Không có cơ hội để quay trở về nhà nữa đâu. Cho nên bà đừng nhắc tên con Hằng trước mặt tôi nữa nha. Bà có mừng quá sớm không đó? Hết vui rồi. Nói chuyện với bà tôi mệt quá. Không làm nữa, đi về. Ê, cái gì kỳ vậy? Tôi chưa có sơn xong mà. Mai qua sơn tiếp. Ủa vậy tiện tôi đâu? Ủa chưa sơn xong tiện gì? Mà tôi nói thiệt với bà, cái giọng bà thấy ghét quá à. Bà làm giống như tôi ở ác nha con Hằng á. Quê không thèm sơn nữa. Bà này kỳ cục không? Không lẽ cô ta đã bỏ đi rồi? Trời ơi, lỡ mà tên Trung tiếp cận được cô ta thì... Mày, mốt quá, đừng có hòng mà mình qua bển nữa. Bực bội à. Cô ơi, cho con hỏi đây có phải là nhà của bà Lê không? Không có Lê lết gì hết á, đang đổi quạo đây nè. Dạ, có người gửi đồ tới cho cô Lê. Tôi là Lê nè. Gửi gì vậy? Dạ con không biết. Dạ cho con chụp tấm hình để xác nhận đơn hàng. Ừ. Nè. Dạ. Dạ xong. Cảm ơn con. Alo, cô nghe nè con. Dạ, cô nhận được quà của con chưa cô? Quà của con đó hả? Ừ, cô nhận rồi. Cô cảm ơn con nhiều nha. Con nhỏ này kỳ quá, sao cứ gửi quà cho cô hoài vậy? Lần sau là cô cấm không được gửi quà cho cô nữa à nha. Chỉ là chút quà nhỏ à cô,
Con thấy ái nái gì không tặng cô được món quà giá trị hơn nữa kìa. Trời ơi, ái nái gì không biết nữa. Nè, chiều nay tan ca đến nhà cô ăn cơm nha. Dạ. Vậy nha con. Tiếng quà nha. Mẹ. Hả? Hằng đâu rồi mẹ? Sao con không thấy đồ đạc của cổ trong phòng gì hết vậy? Hằng hiếc gì nữa, nó bỏ đi rồi. Cái gì? Sao mẹ không nói cho con biết? Mà cô chọn đi đâu? Sao mà mẹ biết được? Mà mẹ thấy cái thái độ của nó dứt khoát lắm. Nó đi nó còn nhắn lại với con nữa. Nó nói là nói với con kể từ đây chấm dứt. Ủa, cổ nói vậy sao? Ừ. Cổ đi đâu được chứ? Ê, thì đi kiếm đám bạn tù đó chứ đi đâu. Mà con lo lắng chi cho mệt. Ờ ha. Mà tại sao nó lại bỏ đi ta? Hay là nó thấy con với lại con hèn chi? Mẹ thấy thái độ của nó lạ lùng ghê lắm. Mà bây giờ cho dù nó có thấy thì sao chứ? Đã đến lúc phải cho nó biết con với con Mỹ là một cặp trời sinh. Đây là cơ hội tốt cho mình, con phải mừng mới đúng chứ. Nó tự bỏ đi chứ mẹ con mình không có đuổi nó. Bây giờ con đường đường chính chính đến với con Mỹ được rồi đó. Chỉ có con Mỹ mới mang danh vọng đến cho con. Con phải nghe lời mẹ, có bao giờ mẹ xúi con làm bậy đâu, đúng không? Nè, quà con Mỹ cho mẹ đó, đem vô nhà. Không được, lỡ như hắn ta tiếp cận Hằng rồi chuyện đó lộ ra thì... Thì ra tất cả chỉ là giả tạo thôi. Hay là tôi không còn giá trị lợi dụng cho anh nữa? Có chuyện gì? Anh có thể gặp em nói chuyện của tụi mình được không? Sao ông Tý đi lâu dữ không biết? Nó đi đâu cũng được, miễn đừng có gây họa cho nhà này là được rồi. Gây họa gì nổi mà gây họa. Nhắc vàng nhắc bạc cũng đỡ. Bực mình. Xỏ lá thiệt chứ. Nè, tôi làm gì ông nói tôi? Tôi không nói mấy người. Chị thấy chưa, rõ ràng là ổng ngồi xuống ổng nói em mà. Nói người khác được chưa? Nè, mày đừng nói mày gây chuyện người ta đúng không? Chẳng qua là không muốn lộ diện thôi. Bằng không em cho bảo một trận rồi đó. Cái người gì đâu, hở chút là chơi ba người khác. Ông nói ai vậy? Tôi không có nói bà. Nói chung á là tôi thương chị Hằng thôi. Chị quyết định ra khỏi cái nhà đó là sự lựa chọn sáng suốt. Ê, cái thằng nhóc này, mày nói cái gì á mà nói cho rõ ràng coi. Cứ mập mờ vậy ai mà hiểu. Nói rõ coi. Từ từ ta nói. Làm gì mà nạt dữ quá vậy? Chứ mày vòng vô hoài không nạt sao được. Nói đi. Nãy á, em có nghe lén được chuyện từ nhà của mẹ em. Bà Lê á, bà khoái chí khi đuổi được chị Hằng ra khỏi nhà. Đã vậy á, bà còn khoe là chuẩn bị đi ăn với con dâu của bà nữa kìa. Trời ơi, bà chê chị Hằng không còn từ nào luôn á. Ê nè nhóc, mày khoan khoan mà dừng lại đi. Nhà của mẹ em là sao hả mày? Ờ, ông có nhà gần đây mà sao có nhà còn ở đây hả? Mà sao tụi tôi không biết vậy? Thật ra thì bà Hồng chủ tiệm tóc là mẹ của tôi. Hả? Hả? Hằng, rốt cuộc cái chuyện gì mẹ em lại bỏ đi? Anh muốn biết thật hả? Nếu mà có chuyện gì á thì em phải nói cho anh biết lý do chứ, để anh sửa sai. Anh về nhà không thấy em, anh rất là lo đó. Anh lo hả? Hay là em đang muốn chia tay? Nếu có chuyện gì á thì em cứ nói đi, để anh biết lý do chứ.
Anh hiểu rồi. Em cho là anh không xứng đáng với tình cảm của em đúng không? Em cho là anh mãi mê công việc, bỏ bê em. Đúng, anh ích kỷ. Anh không xứng với em. Thôi được rồi, nếu em quyết định như vậy rồi á, anh chúc em sống vui và hạnh phúc. Anh diễn xong chưa? Anh không biết lý do thật hả? Mấy người xem tôi là con ngốc con rối trong suốt thời gian qua đã đủ chưa? Tôi đã cam chịu nhẫn nhịn mọi sự bất công vô lý, thậm chí có phần quá đáng của tất cả mọi người, trong đó có mẹ của anh. Anh biết tại vì sao không? Chỉ vì một điều duy nhất thôi, là tôi yêu anh. Nhưng mà đổi lại tôi được cái gì hả? Tất cả chỉ là sự giả dối, tàn nhẫn, phản bội. Anh cho tôi một lý do để nấn ná lại căn nhà đó đi. Hằng à, em... Bây giờ tôi không còn một lý do gì để yêu thương, mơ ước, hạnh phúc cùng anh nữa rồi. Em nói cái gì vậy? Anh phản bội em khi nào? Tỏ ra thanh cao tới khi nào nữa? Người con gái mà mẹ anh thích, phải nói là người con gái mà anh thích đó, anh hài lòng lắm đúng không? Trong mắt anh tôi là con ngốc đúng không? Anh nghĩ là tôi không biết gì đúng không? Thanh xuân của tôi, suốt khoảng thời gian qua tôi ở nhà anh vậy là quá đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ làm lại cuộc đời, một cuộc đời mà không có sự tồn tại của anh và mẹ anh. Được rồi, nếu như em đã quyết định như vậy thì cứ vậy mà làm đi. Nhưng mà nhớ, làm đúng như vậy nha. Sự thật đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Kể từ bây giờ, mạnh ai nấy sống, không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tôi cũng mong cô nói được làm được. Ủa Hằng, bà đi đâu sáng giờ tôi gọi không được vậy? Làm tụi tôi lo muốn chết đây nè. Tôi đi gặp anh Thanh. Vậy là anh Thanh biết lỗi, xin chị quay lại rồi hả chị? Tụi tôi chính thức chia tay rồi. Ê, em vô an ủi con Hằng đi. Chị đâu biết nói gì đâu, em vô đi. Em cũng có biết nói gì đâu. Không ai nói á, để tôi nói. Ê Tí. Nè chị. Chị Hằng, chị bị sao vậy hả chị? Có những chuyện sớm muộn gì nó cũng phải xảy ra. Mà tình cảm á, chỉ có một người dung đắp, sao mà bền được. Em bức xúc lắm á, em mới qua đây kiếm chị nói với chị. Dù nói ra em biết là chị sẽ đau lòng, sẽ buồn lắm, nhưng mà không nói là không được. Chị có biết á, chị chia tay cái ông đó là một quyết định sáng suốt không? Cái nhà đó không ai tốt lành gì đâu. Tí, lúc này không phải là để nói chuyện đó đâu. Em phải nói thôi. Chị có biết là bà Lê đó, bà mừng như bắt được vàng khi mà đuổi chị ra khỏi nhà không? Giống như á, bà chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Chị biết mà, chỉ là không ngờ mọi người lại phản ứng nhanh như vậy thôi. Chị muốn khóc thì chị cứ khóc đi, đừng có nén trong lòng nữa, không có tốt đâu. Khủng quá, khóc lóc bây giờ thì có giải quyết được vấn đề gì đâu. Tôi thấy thằng Tý nó nói thẳng như vậy mà đúng á. Nhà đó không xứng có người con dâu tốt như bà đâu. Mà chị, Tý nói á là Tý nghe được những lời không hay của bà ta từ nhà mẹ của Tý. Thì đã ngay từ đầu chị đã biết mẹ Tý là ai rồi. Ủa sao bà không nói cho tụi tôi biết? Mà nè Tý, sao mày không nói cho chị biết hả? Em có nỗi khổ của mình mà. Thôi, đừng có la hay là giận gì nó hết đó. Nó cũng có nỗi khổ riêng. Mẹ ở ngay đây mà cũng không có được về gặp. Nhiều khi là nó cũng khổ tâm dây dứt hơn là tôi nhiều. Mấy năm trời em chưa dám gặp lại mẹ. Em ước gì thời gian có thể quay trở lại. Em sẽ không cãi lời của mẹ, để đi theo bọn xấu, dính vào con đường nghiện ngập. Để tới bây giờ
Nợ nần chồng chất. Trời ơi, chị thấy đơn giản mà. Em muốn gặp á thì cứ về gặp, còn nợ thì từ từ mà trả thôi. Mẹ em sĩ diện dữ lắm, cứ nghĩ em là ông này bà nọ, nghĩ là em có sự nghiệp, có tương lai, chứ đâu có biết là em có một đống nợ ngập đầu đâu. Bây giờ mà em về nhà, sợ là nợ nần liên lụy tới mẹ, để mẹ phải trả nợ. Em không dám nghĩ tới cảnh tượng đó đâu. Chán thiệt chứ. Sao nguyên đám tụi mình giống gì không giống, giống cái khổ. Em đúng là đứa con bất hiếu, chỉ dám nhìn lén mẹ từ xa thôi. Thiệt ra cũng không phải là không có cách. Bây giờ ông cứ xuất hiện trước mặt mẹ ông như những gì ông muốn đi. Là sao? Mẹ ông có biết gì đâu. Ông cứ xuất hiện trước mặt mẹ ông như hình tượng mà ông muốn. Được không vợ? Ê, tôi muốn làm doanh nhân thành đạt lắm nha. Có biệt thự, có đủ thứ hết á, có trợ lý riêng nữa nha. Tưởng chuyện gì, cái này dễ ẹt mà. Ê, tôi cũng muốn có tiền rủng rỉnh, mỗi tháng cho mẹ mấy chục triệu nữa. Gì? Mấy chục triệu hả? Ờ, chứ không lẽ bây giờ doanh nhân thành đạt không có tiền cho mẹ? Kỳ lắm à. Cũng đúng. Sau đó còn có xe hơi. Lúc xuống xe hơi á, dừng gì đứng xếp hàng hàng loạt. Trời ơi, tao nói lúc đó chắc mẹ tự hào lắm, lấy le được với hàng sớm luôn á. Thôi bỏ đi ha. Không có tiền mà đòi xe hơi tới rước cho mấy chục triệu. Ừ, mày suy nghĩ cái gì á, đơn giản một chút được không tí? Ủa, em nghĩ đơn giản mà có gì đâu phức tạp. Phải vậy mới bù đắp được cho mẹ em chứ. Nhưng mà khó quá à, bỏ qua đi. Mấy người kỳ thiệt á, cứ nói cách xuất hiện trước mặt của mẹ cho đã vô, rồi bây giờ nói ra mọi người bác bỏ hết là sao? Không phải là bác bỏ, nhưng mà thiệt là cái đó nó khó quá, có đúng không? Không biết thực hiện sao luôn á. Nhớ là cái vụ tiền á, bây giờ tiền kiếm đâu ra? Ừ. Thôi nè, bây giờ đúng là khó thiệt, nhưng mà chị nghĩ mấy năm nữa em có thể biến ước mơ này thành sự thật mà. Chị ơi, em chưa hiểu ý của chị lắm. Ý của chị á là em chịu khó siêng năng làm việc, tiết kiệm chút xíu thì một hai năm nữa em có thể xuất hiện trước mặt mẹ em theo đúng cách mà em muốn. Ừ, Hằng nói đúng đó. Bây giờ em chỉ cần siêng năng chăm chỉ, em sẽ thực hiện được ước mơ của em thôi, đúng không? Em biết là như vậy, tại vì em nhớ mẹ quá, muốn gặp mẹ càng sớm càng tốt thôi. Nếu mà muốn á thì bỏ cái khoản tiền với lại xe đi. Vậy đâu có giống doanh nhân đâu bà nội. Cho tiền thì cũng cho, nhưng mà cho mức độ vừa phải thôi. Hoặc là nghĩ coi cái cách xuất hiện nào đơn giản, ấm cúng một xíu. Để tôi nghĩ cách coi làm sao. Cảm ơn mọi người nhiều nha, nhất là chị Hằng. Chị đang buồn mà em còn làm phiền chị nữa. Khùng quá, nói mấy cái lời khách sáo gì đâu á. Thôi, chuyện gì qua thì cho nó qua đi. Tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng nè. Kể từ bây giờ, đối với tôi, mọi người là những người thân duy nhất. Vô, vô. Ăn đi mày. Cảm ơn hai thằng cốt nha. Không ngờ tụi bay vẫn còn nhớ tới tao. Mình là bạn mà. Ừ, đúng rồi. Chúc mừng mày mới ra tù. Vô cái đi. Vô. Vô. Mày cứ yên tâm đi, có sống chết gì á thì tụi tao cũng không có quên mày đâu. Ừ. Mốt có kèo nào ngon á, tụi tao sẽ hú mày tham gia. Thôi. Bây giờ á, tao chỉ muốn tìm việc gì đó làm ăn chân chính thôi, chứ tao không muốn như hồi trước đâu, mệt lắm. À, có chuyện này tao muốn nhờ tụi bay. Tụi bay còn nhớ cái điện thoại lúc trước tao xài không? Điện thoại thôi mà, mất rồi thì mua cái mới đi, có gì đâu lăn tăn. Đúng rồi. Không phải là tao lăn tăn. Chứ sao? Nhưng mà trong cái điện thoại đó có nhiều kỷ niệm của tao, cho nên là tao muốn tìm nó. Tao nhớ là lần cuối nhậu chung với tụi bay rồi tao mất tiêu luôn cái điện thoại trước khi tao đi tù. Ừ. Tụi bay có nhớ không?
nhớ lần đó nhậu xong mà nay nó về mà có đi đâu nữa đâu. Ê ê ê, tao nhớ rồi, hôm đó tụi mình đi về có đụng trúng một con nhỏ, mày nhớ không? Ờ nhớ không? Có khi nào nó lấy không? Con nhỏ nào ta? Cái con nhỏ mà đi ra nó đụng trúng mày, xong tao là người vô đỡ nó nè, mày nhớ chưa? Nhớ chưa? Quá vui luôn. Đúng rồi, anh em mình quá là vui. Rồi tao về trước nha. Ờ về đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao không em? Đỡ em lên mày. Có sao không? Chị con không không? Có sao không? Dạ không sao. Không sao không? Xin lỗi mấy anh. Vậy là không sao đúng không? Anh xin lỗi nha. Em không sao. Em đi cẩn thận nha. Dạ. Dạ. Xin lỗi em ha. Dạ không sao anh. Đi đi đi. Em. Dạ. Xin lỗi nha, xin quá. Dạ không sao không? Đi anh đứng đi, đi. Nhớ cẩn thận xíu. Dạ 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 dạ. À đúng rồi, con nhỏ đó nó đụng tao nó té rồi nó xin lỗi ríu rít phải không? Đúng rồi, mày á gặp chúng con nhỏ móc túi chuyên nghiệp rồi. Hai đứa mày bây giờ biết nó ở đâu không? Trời, nhưng cái tụi đó ai mà biết nó ở đâu. Sao mày thích nó hả? Thích cái đầu mày á. Tao chỉ muốn tìm lại cái điện thoại của tao thôi. Cái điện thoại đó rất là quan trọng với tao. Hai thằng bay giúp tao đi. Nếu mà tìm được chiếc điện thoại đó, tao sẽ hậu tạ tụi bay hậu hĩnh luôn. Cái chuyện này dễ mà, để tụi tao tìm cho. Dăm ba cái chuyện này đơn giản mà. Nhớ nghe. Yên tâm. Giúp tao lần này nghe. Được rồi. Rồi. Hy vọng là lấy lại được cái điện thoại đó, rồi mình sẽ có bằng chứng để tống tiền anh ta. Trời 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 trời, cái gì vậy bà? Mục tiêu phấn đấu kiếm tiền, chăm chỉ làm việc là sao? Sao dán khắp nhà vậy? Cái này mà bà chủ nhà bà thấy á hả? Bà tưởng mình bị điên bị khùng, bà chửi bà đuổi á nha. Khùng ghê á, có gì đâu. Thì giờ mình dán đi, xong rồi hả, chừng nào bà chửi thì mình tháo ra. Nè, tôi muốn mọi người ghi nhớ nha. Mục tiêu phấn đấu của tụi mình, kiếm tiền, kiếm thật 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 là nhiều tiền. Và quan trọng, để làm được chuyện đó thì mình phải đi làm việc ha. Một lát nữa mọi người lấy điện thoại ra, chụp lại hết cho tôi. Xong rồi á, cài luôn cái hình nền. Để mở cái điện thoại ra là đó, mục tiêu phấn đấu đập vô mặt vậy nè. Mọi người phải luôn ghi nhớ kiếm tiền kiếm tiền. Còn đối với tôi, tình cảm bây giờ xa xỉ lắm. Đúng á, tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo. Bởi vậy á, chúng ta phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Chính xác. Mà thiệt đó, bây giờ cứ mỗi lần nói tới cái vụ kiếm tiền này á là mệt à. Mà đáng lẽ ngay từ đầu á, tôi phải nhận ra là để có được cửa hàng nông trại hy vọng á thì mình phải kiếm tiền. Vậy mà lúc đó cứ chăm chăm tìm nguồn rau củ, không có lo tìm nguồn vốn. Bây giờ nhất định là tôi phải bắt đầu lại từ con số 0. Có tiền là sẽ làm được tất cả mọi chuyện. Đúng rồi đó, có tiền sẽ không bị người khác khinh thường mình. Bây giờ tôi phải kiếm thiệt là nhiều việc để đi làm. Hy vọng là tụi mình sẽ may mắn ha. Em thấy á, ở ngoài đầu hẻm có tiệm cơm tấm đang tuyển nhân viên. Một chút xíu nữa em ra ngoài đó xin việc. Mọi người nè, có khó khăn như thế nào cũng không được nản lòng nha. Quyết tâm. Điều quan trọng nhất lúc này không còn là tình cảm nữa, mình phải cố gắng lên. Mày nở tài le rồi kìa. Theo như tụi nó thông tin cho mình thì người đó là cô gái kia sao? Nhưng mà liệu cái điện thoại đó cô ta còn giữ hay là bán nó rồi? Cô Hồng. Hằng. Qua cô là tóc xả xui hả? Dạ. Giờ này bà chưa tới đâu, đừng có lo. Dạ, con ghé để đưa cho cô ít quà. Quà cáp cho cô làm chi? Cái này là táo với lại nhãn. Con thấy người ta đang bán giá cũng rẻ. Con mua nhiều quá, mua nhiều nên ăn có hết đâu. Cho nên là chia cho cô phần nữa. Cái áo này thì bạn con nó bán để mở khai trương. Con thấy cái này hợp với cô. Có gì cô mặc mà đẹp á, cô giới thiệu khách qua tiệm bạn con ha. Cô nhìn này, cô nhớ anh tí quá. Nó biết cô thích ăn táo ăn nhãn, nó cũng hay mua cho cô lắm. Mà sao con biết?
con mua cho cô giống một tí vậy? Dạ trùng hợp thôi à. Mà thôi, cô ăn ngon là con vui rồi. Còn cái áo này á, cô mặc đẹp á thì cho con xin tấm hình nha. Mấy cái này là của Tí mua cho cô đó. Cô cảm ơn con nha. Cô biết cái chuyện con bỏ đi rồi. Cô thương con lắm. Nhưng mà thôi kệ đi con. Người xấu đằng nào cũng sẽ bị trả nghiệp à. Con đừng có buồn nha con. Con không sao đâu. Con thấy... Nè, vô đây con. Dạ. Bà Hồng, giới thiệu với bà đây. Rồi xong. Mất hứng. Ủa sao không ưa mà gặp hoài vậy ta? Ở đời nó ngộ vậy đó cô. Ai mà mình không ưa mình hay gặp lắm. Cô đừng có quan tâm, mất công ảnh hưởng tới sức khỏe. Để dành thời gian mình đi spa, mình đi làm đẹp chứ hơi đâu. Với lại mình là con gái đó, thì lúc nào cũng phải thơm đẹp cô trai mới thích. Giờ con mới hiểu sao mà anh Thanh thích đi làm không muốn ở nhà. Gặp con mà thấy ngửi vậy, con cũng muốn đi làm không muốn ở nhà đâu. Nhiều khi người ta không trả lời không phải tại người ta sợ, mà là người ta không muốn gây chuyện với người không đáng. Thôi đi con. Ủa, một giám đốc đâu có tranh cãi với người tù. Chỉ là tôi đang giúp ai kia coi lại bản thân mình chút xíu thôi. Nhìn lại mình đi, có gì mà đấu với tôi. Tưởng đi xa rồi chứ, vẫn còn xuất hiện ở đây à. Trên đời này đúng là loại người nào cũng có, nhưng mà đáng sợ nhất là cái loại chia tay rồi mà còn quyến luyến tới lui hoài gần nhà người ta. Không nỡ rời xa anh Thanh hả? Cô nghĩ là ai cũng thích nhai lại đồ bỏ đi hả? Tôi chỉ thương hại nên nói cho cô rõ thôi. Cô tưởng mượn cớ sang nhà bà đó để tạo điều kiện gặp lại anh Thanh thì ảnh sẽ quay lại với cô hả? Nông cạn. Tôi chưa bao giờ có ý định gặp lại anh Thanh ha. Nhưng mà chắc là sau hôm nay tôi sẽ đi gặp lại ảnh. Cô dám? Sợ hả? Sợ? Tại sao phải sợ một người như cô? Ảo tưởng. Cô thật là không sợ hả? Hành động và lời nói của cô khác nhau lắm. Tôi thấy cô đang sợ nên mới tới tận đây để nói những lời như vậy. Cô không thấy bản thân mình sai sao? Nhìn lại mình đi. Ngay từ đầu nên chủ động rút lui để đỡ nhục nhã. Anh Thanh thật ra không muốn người ở công ty biết vợ sắp cưới của mình là nữ tù. Nếu như ảnh không xấu hổ sao phải giấu? Mà nói thiệt, càng nhìn cô càng thấy tội nghiệp anh Thanh. Chịu đựng bao nhiêu năm nay. Nói thẳng nha, cô tự động ra khỏi nhà đó nên đừng bao giờ nghĩ là sẽ được quay lại. Cô có biết á, lựa chọn bước chân ra khỏi căn nhà đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi không? Bây giờ cô cứ yên tâm mà tận hưởng cái thứ hạnh phúc mà cô đã giành giật để có được nó đi. Mà tôi phải cảm ơn cô mới đúng đó. Tại vì nhờ có cô mà giờ tôi mới được tự do thoải mái như vậy nè. Cô thấy tôi đáng thương hả? Người đáng thương chính là cô. Nói gì đó? Nè. Nè, cô làm gì chị Hằng của tôi vậy hả? Chị Hằng của tôi? Hội tù với nhau mà. Hội tù thì sao? Đi tù còn đỡ hơn cái dạng giả danh trí thức làm ba cái chuyện sai trái. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng chị Hằng hiền mà bắt nạt chị nha. Cô mà còn đụng tới chị Hằng của tôi á thì coi chừng tôi á. Tí. Nè, vào tù ra khám hả? Thằng này không có ngán đâu. Thôi đi, em nhìn coi, cô ta mới là người đang sợ chị đó. Đúng là đám đầu đường xó chợ mà, không đáng để nói chuyện. Nói ai đầu đường xó chợ? Nè, nói ai đầu đường xó chợ vậy? Cô ở lại đây á là biết tại tôi á. Tôi đứng lại đi. Thôi. Xỏ lá thiệt. Được rồi. Chị, bà có làm gì chị không? Nghĩ sao vậy? Nhìn thái độ của cô ta là em biết ai sợ ai rồi đó. Dễ gì làm gì được chị. Vậy mới đúng là chị của em chứ. Chị đúng là trùm cuối luôn á. Gì? Ý của em, chị là người chị tuyệt vời nhất. Lên xe đi, em chở chị về. Nè chị. Trời ơi, cái ngày gì vậy trời? Tìm việc hoài không có là sao ta? Cái điện thoại đó sao giống của mình quá vậy?
Cô ơi, cho tôi hỏi thăm xíu được không? Anh hỏi gì? Cô ở gần đây có biết tập quán của Hai ở đâu không? Tập quán của Hai hả? À. Không biết. Ủa, sao kỳ vậy ta? Tôi nghe nói tiệm tập quán cô Hai gần đây mà. Theo tôi biết á, ở đây không có tập quán cô Hai nào hết á. Kỳ vậy ta? Mà nè, anh có nhớ tên đường không? Ừ, tên đường thì tôi không nhớ. Hình như là nằm ngay ngã ba á. Trước tiệm tập quán đó là có cây trứng cá nữa. Trời ơi, anh nói như vậy làm sao mà tôi biết được? Ít nhất á, thì anh phải nói địa chỉ rồi đường thì tôi mới biết tôi chỉ anh chứ. Sao tôi nhìn cô thấy quen quen ta? Quen cái gì mà quen? À, cô nhìn tôi có thấy quen không? Hả? Tôi thấy anh là quắc luôn á. Mà thôi, anh hỏi được thử lo hỏi đi. Bây giờ anh có địa chỉ không? Tôi chỉ. Thôi được rồi. Để tôi gọi thử nó coi sao. Ôi, chết rồi cô ơi. Gì nữa? Cái điện thoại của tôi nó hết pin rồi. Cô có điện thoại cho tôi mượn gọi anh cuộc được không? Gọi nhanh thôi nha, hết tiền á. Dạ. Cảm ơn cô nha. Không phải điện thoại của mình. Nhìn thì giống quá, nhưng mà không phải. Điện thoại của mình có một vết đầy gốc trên đây. Nè, sao không gọi cầm hoài vậy? Hả? Tôi quên nữa. Cái điện thoại tôi hết pin mà số của nó ở trong điện thoại này. Thôi trả lại cô nè. Cảm ơn cô nhiều nha. Không có gì. Tôi đi nha. Tôi đi nha. Người gì đâu mà kỳ lạ thiệt. Chị Đại. Ủa, hai người về chung luôn hả? Ừ. Chị Đại, nãy chị biết em gặp ai không? Gặp ai? Trà xanh của chị Hằng. Cái gì? Trà xanh của con Hằng hả? Ừ. Con mà làm chung công ty với ông Thanh đúng không? Chính xác. Mặt thấy ghét, nói chuyện xỏ lá lắm. Sao? Nó ăn hiếp con Hằng hả? Dạ. Đi, chở tao qua, đánh nó. Đi. Gì vậy? Trời đất ơi, tôi nói nghe nè. Mai mốt nghe anh nói về tôi á, thì làm ơn nghe tay trái qua tay phải rồi gió thoảng mây bay luôn giùm cái. Ha. Rồi tập trung vô mục tiêu của mình thôi. Tôi ở tù là có thiệt, mà tôi kém cỏi cũng là thiệt luôn. Đâu có ai bịa chuyện đâu. Tôi không chết vì những lời nói đó, mà tôi chết là vì không có tiền là cái chắc luôn đó. Tôi biết rồi, nhưng mà Hằng nè, tôi dặn bà thêm lần nữa nha. Sau này làm gì thì làm, cẩn thận một chút, đừng có làm tổn thương bản thân mình nghe chưa. Ai làm lỗi á thì người đó gánh. Mình làm tốt chuyện của mình thôi, hiểu chưa? Thôi, đừng có bàn nữa, nhức đầu quá à. Em không có nhiều chuyện đâu, nhưng mà cái chuyện đó nó như vậy nè. Để chút nữa vô em kể cho. Em quên tháo cái nón. Tôi đã xem qua bản báo cáo trang Autobuy mà giám đốc Thanh phụ trách. Con số có phần tăng, nhưng so với tiềm năng và khả năng của giám đốc Thanh đó, thì tôi cảm thấy còn hơi thấp. Dạ thưa chủ tịch, ngay từ đầu mọi người cũng đã biết là trang thương mại điện tử này có những khó khăn bất cập. Tôi và team của mình đã cố gắng rất nhiều để vực dậy nó. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Tôi mong chờ vào lần báo cáo sau, hy vọng con số sẽ tốt hơn. Ở đây ai có khó khăn gì thì cứ nói, tôi sẽ nghiên cách và tìm hướng giải quyết. Nếu không ai có ý kiến hay khó khăn gì thì chúng ta tan họp. Anh buồn hả? À không, anh có chút thất vọng thôi. Anh cứ tưởng là sẽ được lời khen động viên từ sếp. Ai cũng biết là trang thương mại điện tử này á, trước khi anh về đảm trách, từ con số âm anh kéo nó lên con số dương, thậm chí có lời nữa. Vậy mà một lời khen cũng không có. Anh ấy là vậy mà. Cho dù bây giờ anh có cố gắng bao nhiêu thì anh nghĩ là anh sẽ dành cái ghế phó chủ tịch cho anh hả? Em nghĩ đó chỉ là mồi nhử thôi. Anh nghĩ đi,
Lúc nào anh ta muốn anh làm gì đó cho công ty thì đều mang cái ghế đó ra để cho anh cố gắng cống hiến. Rồi sao? Một câu khen cũng không có. Anh nhìn em đây nè, một người từng dẫn dắt cả công ty, đưa công ty lên đà tăng trưởng, khi mà anh ta không có mặt ở đây cũng bị cho ra rìa, thì huống chi một người nhân viên bình thường như anh, với năng lực như anh á, ở công ty khác thì anh thăng chức lâu rồi, tại sao lại phải cố gắng cống hiến hết sức cho một nơi không coi trọng mình như vậy? Mỹ nói đúng, rốt cuộc mình cũng chỉ là con cờ của anh ta mà thôi. Có khi anh ta đang trả thù mình vì mình có quen Hằng cũng nên. Ây cha, à đau cái lưng quá. Mệt thiệt chứ. Cái số vất vả, không biết chừng nào mới thoát khỏi cái nghề này đây. Thiệt nghĩ lại cũng thấy không ổn. Gia đình nhà con Mỹ là gia đình thượng lưu, giàu có. Liệu không biết họ có chịu làm thông gia với lại cái gia đình mà bán rau như mình không ta? Không biết sao đây. Ủa, mẹ, mẹ chưa nghỉ nữa hả? Nghỉ ngơi cái gì? Nè, vô đây mẹ biểu. Dạ. Ngồi đó đi. Dạ. Con à. Dạ. Mẹ nghĩ kỹ rồi, chắc là mẹ bỏ nghề bán rau quá con, không có bán nữa. Thứ nhất á, là tại vì á, mẹ có tuổi rồi, buôn bán như vậy á, một mình mẹ bán mệt lắm con. Cái thứ hai á, là sắp tới á, mẹ cần phải được nghỉ ngơi để có một sức khỏe tốt. Rồi sắp tới á, còn gặp gia đình thông gia. Mà bây giờ con nghỉ đi. Gia đình nhà con Mỹ á, là thuộc loại giàu có, lại có địa vị trong xã hội. Liệu họ có chịu làm thông gia với nhà bà bán rau như mẹ không? Mẹ nghĩ là hay là mẹ đổi nghề, mẹ tìm cái nghề nào cao sang, cao quý hơn nha con. Nè, con có nghe mẹ nói không? Dạ. Sao con không có chút phản ứng nào hết vậy? Dù sao á, con cũng phải ra mắt gia đình bên vợ. Hay là con còn dấn dương với con Hằng? Dạ, dạ con không có. Không có thì tốt rồi. Nhưng có điều đúng là con cũng còn nhiều cái cần lo lắng thiệt. Con lo cái gì? Bộ mày không nhớ hả? Năm đó... Thôi, bỏ qua đi. Lo cái gì vậy? Chuyện đó quá khứ rồi, không có nhớ tới nữa. Chuyện quan trọng lúc này là con phải tập trung để chuẩn bị đám cưới giữa con với con Mỹ. Nhất là cái ngày mà ra mắt gia đình vợ tương lai đó. Cái đó mà là đáng lo, con hiểu chưa? Con biết rồi, thôi con vô nhị trước nha mẹ. Ủa, sao tự nhiên nó lại nhắc lại chuyện năm đó là sao ta? Công nhận chuẩn doanh nhân thành đạt luôn rồi nha. Nhìn cũng đẹp hen. Chào tất cả các em. Hả? Được không chị? Bộ đồ này là chị mua sẵn, đồ xịn đó nha. Dạ, em cảm ơn chị. Đây là tiền mà mọi người trong nhóm dành dụm. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm, giúp em trả tiền bọn giang hồ, giờ còn giúp em về thăm mẹ nữa. Suốt đời này kiếp này em nguyện làm trâu làm bò cho mọi người luôn á. Khùng quá à, tự nhiên làm trâu làm bò. Mà nè, tới giờ rồi, lo đi đi. Nè, chị chúc em có một ngày vui vẻ bên mẹ nha. Khoan. Dạ. Nè, đưa cho cô Hồng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đi đi. Thôi đừng có đóng phim buồn dạ. Nữa. Đi. Cảm ơn mọi người. Đi. Tội nghiệp không?
Không có làm khách nam cậu ơi, tiệm nữ thôi à, không có làm khách nam đâu. Mẹ. Con là Tý đây. Tý. Mẹ. Tý. Mẹ. Đúng rồi, đúng là Tý rồi. Mẹ nhớ con Tý ơi. Tại sao bây giờ con mới về với mẹ hả? Từ con... lúc con đi làm ăn, bây giờ con mới chịu về với mẹ nè. Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Con xin lỗi mẹ vì đã làm cho mẹ buồn. Mẹ nhớ con. Mẹ nhớ con đến nỗi mẹ không muốn ăn, muốn ngủ gì nữa hết trơn á. Mẹ nhớ luôn cả giọng nói của con. Vậy mà mỗi lần mẹ gọi cho con chỉ nói với mẹ đôi ba câu là con cúp máy luôn vậy Tý. Tại con bận công việc quá. Nhưng mà bây giờ con cũng về thăm mẹ rồi nè mẹ. Tý ơi, con ngồi xuống đây đi con. Ngồi dạ. xuống. Sao mà để cho ốm vậy hả con? Hả? Con về rồi. Mẹ đừng khóc nữa nha mẹ. Gọi đầu làm móng bà ơi. Ủa, đang có khách hả? À, đâu có phải khách đâu. Bà, thằng Tý. Thằng Tý đó bà. Dạ chào cô. Thằng Tý. Ừ. Cô Lê. Con lạ quá à. Cô nhìn không ra luôn gì đó. Trời ơi. Nè, mẹ con nói con là giám đốc doanh nhân gì đúng không? Dạ. Dạ. Ngồi đi con. Đẹp trai hẳn ra bay. Mà con làm cái gì? Rồi ở đâu? Sao bay cứ đi miết hoài vậy? Để mẹ con một mình ở nhà bà buồn. Dạ con làm giám đốc xây dựng. Rồi kiêm luôn kiến trúc sư. Bởi vậy con bận bịu quá, không có thời gian về nhà. Ủa, mà kiến trúc sư là học cái ngành nghề gì vậy? Mà học ở đâu để thành kiến trúc sư? Chứ hồi đó cô nhớ hình như cô mới học cấp 3 con nghĩ mà. Dạ đúng là trước đây là như vậy. Nhưng mà sau khi con học xong á, con đi làm, đăng ký một cái khóa học vừa học vừa làm. Rồi nghề dạy nghề, con mới có được một vị trí như ngày hôm nay. À, trời ơi, con trai tôi nó giỏi quá bà ơi. Mẹ hãnh diện gì con. À mẹ. Hả? Con có chút quà tặng cho mẹ. Dạ đây. Không biết là mẹ có thích món quà đây không? Con trai mẹ tặng mẹ cái gì mẹ cũng thích hết á. Dạ. Mẹ ngồi xuống đi. Sẵn hôm nay con về đây, con tính thưa chuyện với mẹ. Con thấy mẹ ở một mình trong căn nhà này xuống cấp quá. Cho nên cuối năm nay con sẽ thuê người tới đập căn nhà này đi, để xây lại cho mẹ một căn nhà mới hơn và lớn hơn, cỡ 4-5 tầng lầu thôi, để cho mẹ đi lên đi xuống tập thể dục cho khỏe. Rồi sau đó con sẽ mua thêm cho mẹ cỡ chục con chó, để mẹ chăm nom, chơi với tụi nó, giúp cho mẹ giải trí ha. Với lại hồng ấy để con xây cho mẹ một cái hồ bơi cỡ 20-30 mét gì thôi, để cho mẹ giải khuây. Với lại làm tóc như vậy á, không có nhiêu tiền. Mẹ nghĩ đi, chứ vậy cực quá. Bậy à. Cái nghề này của mẹ con á là làm được nhiều tiền à nha. Với lại con nghĩ bây giờ mẹ con lớn rồi, xây chi 4-5 tầng lầu đi cho nó mệt. Sống một mình lo thân mình còn không nổi, nuôi chỉ tới chục con chó. Cô nói vậy đúng rồi đó. Xây chi cái nhà 4-5 tấm, mẹ làm tóc cũng quen rồi con à. Ở không vậy buồn lắm. Nếu như mẹ đã nói vậy á thì mẹ cứ tiếp tục. Nhưng mà mẹ làm cho những người mà mẹ thích thôi. Không cần phải lấy lòng hay là nhẫn nhịn người ta. Ai mà khó ưa mẹ cứ đuổi thẳng cho con. Đây là tiền quà bánh, mẹ cứ xài thoải mái. Chừng nào hết nói con cho thêm để mẹ xài tiếp. Con trai của mẹ có hiếu quá. Còn hơn nhiều người, con còn làm giám đốc. Dạ. Mà tối ngày thiếu tiền làm tóc của mẹ hoài luôn con. Trời ơi, kỳ vậy mẹ. Bây giờ mẹ con đoàn tụ xong chưa? Có gọi đầu làm mắm không? Không thôi tôi đi về. Hôm nay nghỉ, không có gọi giết gì hết trơn á. Đi về bển bán rau đi, bữa khác bà tới tôi gọi cho. Ở đâu ra bán rau? Nè, tôi xin trân trọng thông báo nha. Thằng Thanh con trai của tôi á, nó kêu tôi nghỉ bán rau đi, ở nhà đi chơi, đi đây đi đó, để có sức khỏe mà gặp thông gia. Chưa hết đâu, nó nói mai mốt vợ chồng nó cưới nhau rồi đó hả? Nó sẽ mở cho tôi một tiệm bán vàng. Còn chưa hết đâu ha. Khi mà vợ chồng nó đi hưởng tuần trăng mật á, nó sẽ dẫn tôi đi theo, đi vòng quanh thế giới á, đi qua nước này nước nọ. Chà, cái kiểu này tôi phải sắm mấy chục bộ đồ để đi chơi nha. Cũng may à, chứ không thôi gặp con dâu kiểu như con Hằng á, cái con tù tội đó. Trời ơi, có nước là tôi ngóc đầu lên không nổi á.
Bà được vậy tôi cũng mừng á. Nhưng mà biết đâu lỡ như con Hằng á, nó cho bà đi nhiều hơn thì sao? Ở đâu ra một cái con mà vừa ngu mà vừa lười? Ở đâu mà có tiền để đưa tôi đi đây đi đó? Tôi mà còn cho nó tồn tại trong nhà tôi là tôi còn thương lắm rồi đó. Nè cô Lê, cô nói gì vậy? Một người siêng năng giỏi giang như vậy lười chỗ nào? Ủa sao con biết nó không lười? À, tại vì hồi đó con ở đây nên con biết. Thôi con ơi, hồi nhỏ nó khác, bây giờ lớn lên nó khác. Nó thay đổi tính, nó lười khủng khiếp luôn. Đã vậy cũng không có chí tiến thân. Kêu nó đi xin việc làm thì nó lấy lý do này lý do nọ, nó không chịu đi làm. Ở nhà thì xài tiền phung phí, không biết tiết kiệm gì cho ai hết á. Cô nói sao chứ, tính chị cũng tiết kiệm lắm mà. Sao con biết nó tiết kiệm? Thì nhìn tính của chị nên con đoán vậy thôi. Trời ơi con ơi, ủa con làm kiến trúc sư chứ đâu phải thầy bói đâu mà đón này đón nọ. Không có ai rành nói bằng cô hết hen. Bà nói phải đó con. Thôi chuyện của người ta đừng có can thiệp vô, kệ bà đi. Con thấy sao á thì con nói vậy thôi. Chứ lỡ người ta là người tốt mà mình đi nói xấu người ta như vậy là thất đức lắm. Bây giờ sao? Bây giờ không gọi đầu làm móng phải không? Quả ủng hộ thôi, không làm á đi qua tiệm năm sau gọi. Mẹ, con thèm ăn cơm của mẹ nấu quá. Trời ơi, cái gì chứ, cái này dễ lắm. Để mẹ đi ra chợ, mẹ mua cá về mẹ nấu canh chua cho con ăn nha. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Không biết thằng Tý nó về nhà sao rồi ta. Alo. Dạ, có phải đây là số điện thoại của chị Hằng không ạ? Dạ, Hằng nghe đây ạ. Dạ, khi nào chị sắp xếp được đi phỏng vấn? Phỏng vấn hả chị? Dạ. Dạ dạ. Vậy chị nhắn cho em địa chỉ với thời gian nha. Em sẽ tới đúng giờ. Dạ, được rồi, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị. Hy vọng là lần này sẽ được nhận. Mày phải thật bình tĩnh để trả lời cho tốt nha Hằng. Cố lên. Đúng là quan gia ngõ hẹp, đi tới đâu cũng gặp là sao. Xin chào, cô đợi ai à? Nè anh, bữa nay á tôi bận lắm, tôi không có rảnh đâu mà nói chuyện với anh. Ghế đó có người ngồi rồi, anh cảm phiền đi qua chỗ khác đi, thậm chí đi qua quán khác cũng được nữa. Hôm nay tôi thích ngồi cái ghế này và tại cái quán này. Được rồi, vậy anh ngồi đi. Không phải cô đến xin việc sao? Sao anh biết? Nè, anh đừng có nói với tôi anh là người hẹn tôi phỏng vấn nha. Bắt đầu thông minh hơn rồi đó. Anh vừa vừa phải phải thôi. Anh đừng có đem người khác ra đùa giỡn như vậy được không? Tôi đã quá mệt mỏi và quá thảm hại rồi, anh vẫn thấy chưa đủ sao? Chưa đủ cho nên tôi mới làm tiếp đây. Anh đúng là đáng thương mà. Nói cho rõ, tôi đáng thương chỗ nào? Chỗ nào á thì anh tự ngồi mà suy nghĩ ra đi. Bây giờ tôi phải đi xin việc đây. Bộ làm việc cho tôi khó vậy sao? Không khó, nhưng mà tôi không muốn dính líu gì tới anh hết, ngoại trừ việc chăm sóc cho cô Nga. Tôi muốn cô vì làm việc hẳn cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm cho anh, anh hiểu chưa? Tại sao nhất định phải là tôi vậy? Anh muốn đày đọa tôi mọi lúc mọi nơi đúng không? Là tôi muốn cô không được bình yên, và cả cuộc đời này cô cũng không được một ngày nào yên mã cả. Được rồi, sao cũng được. Anh hết thuốc chữa rồi, vậy bây giờ thông thả ngồi nghĩ cách phá tôi đi ha. Ha. Ủa Hằng, em vừa hồi nào vậy? Em sao vậy? Anh đừng làm bộ làm tịch nữa, tôi đã biết hết rồi. Em nói gì vậy? Anh chính là kẻ cầm lái ngày hôm đó chứ không phải là tôi. Anh đã đổ lỗi hết cho tôi.
Anh đang nói gì vậy? Anh đã giết cô ta. Anh phải trả giá cho những hành động của mình. Anh chết đi. Em điên hả? Anh chết đi. Chết đi. Hận. Con. Mẹ. Cái gì vậy hả? Cái gì mà con la vậy? Con ngủ con nằm mơ phải không? Bình tĩnh đi. Nói cho mẹ nghe nè. Bình tĩnh lại. Mơ thấy cái gì? Nói cho mẹ nghe. Mẹ sẽ lo được cho con mà. Bình tĩnh lại mẹ đi. Mẹ ơi. Hả? Có khi nào một ngày nào đó Hằng sẽ nghi ngờ không mẹ? Chuyện đã qua lâu rồi, con đừng có lo xa như vậy. Mà nè, nếu con đã dứt khoát với nó rồi đó, mẹ có cách này nè. Con biết đó, con Hằng á, nó quan tâm tới cái ước mơ và sự nghiệp của nó. Vậy thì bây giờ con giúp nó đi, để nó hoàn thành ước mơ của nó. Cho nó một ít tiền, biểu nó đi thật xa để bắt đầu khởi nghiệp. Lúc đó nó chỉ tập trung vào cái sự nghiệp của nó thôi. Nó sẽ không nhớ lại chuyện ngày xưa đâu con. Nha. Dạ. Cuộc đời của mình đã trải qua nhiều đau khổ lắm rồi, nhưng chưa bao giờ mình có cảm giác hụt hẫng như lúc này. Ủa chị Hằng. Ủa chị Hằng nè. Sao rồi? Về nhà sao? Mọi chuyện ổn hết không? Dạ ổn lắm chị. Mẹ nấu cơm cho em ăn nữa nè. Chị biết không, lâu lắm rồi em mới có được bữa cơm gia đình như vậy. Tất cả là nhờ chị và mọi người. Vậy là vui rồi. Dạ. Chị, em với lại Tí tính đi mua đồ nè. Chị đi chung với tụi em luôn không? Em mới lãnh lương. Thôi hai đứa đi đi. À, chị hơi mệt, chắc chị về nhà nghỉ ngơi chút xíu. Ủa chị bị bệnh hả? À, không có, nhức đầu thôi à, không có sao đâu. Đi đi ha. Dạ. Chắc là chị có chuyện rồi. Thôi mình đi đi. À. Tôi nói với anh rồi, con Hằng nó không có ở đây. Sao anh lì quá vậy? Không phải mẹ anh muốn đuổi nó đi sao? Bây giờ anh còn tới đây tìm nó làm gì? Ngoài chỗ này ra cô còn chỗ nào để đi nữa đâu. Tôi có chuyện muốn nói với Hằng, chứ cô nghĩ là tôi muốn gặp lại cô lắm hả? Không muốn gặp á thì đừng có tới đây nữa. Con Hằng nó về á, tôi sẽ kêu nó. Hằng. Cơn gió độc nào đưa anh tới đây vậy? Anh có chuyện muốn nói với em. Nãy giờ tôi đuổi hoài á mà không chịu về, ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Giữa chúng ta còn gì để nói hả? Còn nhiều chuyện lắm chứ em. Em ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với em. Nè, bà không muốn đi á thì đừng có đi, để tôi ra đuổi hắn ta đi. Không sao đâu, tôi ra coi ảnh nói gì. Đừng có lo. Nơi này không phù hợp với em đâu. Ý anh là sao? Rời khỏi đây đi. Đây là gì? Trong tài khoản này là toàn bộ tiền tiết kiệm của anh, vốn là anh định chuẩn bị cho đám cưới của tụi mình. Nhưng mà em không cần từ chối đâu. Đây là những gì mà em xứng đáng được hưởng. Không cần đâu. Với số tiền này á, em có thể dễ dàng mở công ty mẹ mơ ước. Em có thể tới một nơi thật xa làm lại từ đầu. Đến một nơi thật xa hả? Phải. Rời khỏi thành phố này, sống một cuộc đời mới. Anh đang cố đuổi em đi hả? Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Với lại anh không muốn thấy em bị kỳ thị. Anh muốn tốt cho tôi hay là muốn tốt cho anh? Anh muốn tôi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, không còn một chút dính líu gì tới anh, để anh có thể trở thành một doanh nhân thành đạt à? Gặp nhau ở công viên. Mày nghĩ là tao quan tâm họ gặp nhau ở công viên hả? Tao không biết mày có cần quan tâm hay không, nhưng nhiệm vụ của tao chỉ báo đầy đủ thông tin cho mày thôi. Họ gặp nhau để làm gì?
Chẳng phải là cô ta đã dọn ra khỏi nhà đó sao? Tao không biết. Lâm Lanh, họ hết giận rồi sao? Chuyện này tao không rõ lắm, nhưng tao chỉ biết được là họ hẹn gặp nhau ở công viên. Còn thông tin cuộc nói chuyện tao nghe chết liền. Mày làm gì cái kiểu gì vậy hả? Thông tin thì mập mờ, nội dung thì không biết, có ích gì? Đi đâu đó? Tao là trợ lý của mày, mày đi đâu tao cũng phải đi đó chứ. Nhiệm vụ không thành công, ở nhà tự kiểm điểm là mình đi. Tự nhiên cái gì kỳ vậy? Rồi tự nhiên cái nhiệm vụ không thành công, cái được ở nhà tự kiểm điểm. Trời trời, sướng gì trời. Một tuần mà cho tao tự kiểm điểm 3-4 ngày chắc tao mở tiệc ăn mừng à. Ghê vậy, giữ phim luôn. Ổng đưa tiền cho bà luôn hả? Ngon lành, kẹo thơm nha. Sao vậy? Chị ơi, tiền mà chị chê. Em nói thiệt nha, gặp em á, em không những em cầm hết tiền đâu, em còn xin thêm nữa kìa. Đúng rồi đó, em thấy cái số tiền đó không phải là trên trời rơi xuống đâu, mà là công sức của chị mười mấy năm qua á. Tôi thấy con bé nói vậy là đúng. Nhiều khi á, ổng thấy bà đáng thương. Bao nhiêu năm á, bà làm gì trong cái nhà đó, tới giờ ra đi á, không có cái gì hết. Ổng đưa tiền cho bà thì bà cứ nhận thôi, suy nghĩ cái gì nữa. Thật ra còn một vấn đề nữa. Vấn đề gì? Tôi cảm thấy là cái này chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi. Cái cách nói của anh Thanh á, là nếu như mà tôi nhận số tiền đó thì tôi phải rời khỏi đây, đi thật xa, coi như là không dính líu hay liên quan gì tới ảnh hết. Khác nào là tôi chưa từng tồn tại, có đúng không? Cái thằng khốn nạn thiệt chứ, nói với con Mỹ chơi chiêu mình đó. Đúng là giàu đổi bạn, sang đổi vợ mà. Nhưng mà quan trọng là chị có nhận tiền không? Ôi, có nhận không vậy? Có nhận không chị? Ê. Hả? Ê. Rốt cuộc cô có nhận không? Tôi... Dạ, con nghe nè cô. Hôm nay cô thèm chè bắp quá con. Dạ, vậy để lát nữa con chuẩn bị cho cô nha. Vậy nha, cô cảm ơn con. Dạ, con biết rồi, con chào cô. Là mẹ anh gọi đó. Mẹ tôi có chuyện gì hả? Cô nói là thèm ăn chè bắp. Đi. Đi đâu? Đi mua chè bắp. Hả? Ủa? Nè, đừng có kéo tôi. Chị, từ từ đã. Rồi để, ông mất gốc chị Hằng luôn hả? Ai biết đâu. Ủa, mà cuối cùng có nhận tiền không? Ai mà biết. Tiền mà không nhận. Chắc mẹ sao vui và thích lắm, bởi vì đây là quán chè mà mẹ đánh giá cao nhất. Mà nè, anh định khi nào mới cho cô biết sự thật về tôi? Tôi cũng không muốn giấu tội lỗi của mình. Thái Giang, toàn vào đi. Mà nghĩ cũng tội con Hằng thiệt đó chứ. Số nó khổ gì đâu á. Phải chi nó gặp ông Thanh, thương yêu nó thì tốt biết mấy. Em thấy có ai đi tù mà sướng đâu. Mà sao á, cái ông Trung này nè, ổng như âm hồn không tan vậy á, cứ bám theo chị Hằng hoài à. Ai biết đâu, lỡ chị Hằng gặp ổng, đổi đời rồi sao? Là sao? Thì người ta mang phúc hay họa tới, mình còn chưa biết nữa mà. Cái thằng này, bữa nay bày đặt phúc với họa nữa chứ. Nè, học ở đâu vậy? Mình phải tự nghiệm lại bản thân của mình. Chị nghĩ đi, dù gì người ta cũng là một người đàn ông từng trải, ít nhất người ta cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, đúng không? Vậy á thì em ráng làm ăn cho lương thiện, sống có trách nhiệm nghe chưa? Ê chết cha rồi, nãy giờ nói chuyện với hai đứa chị quên mất đi làm luôn. Thôi chị đi nha, đi nha, đi nha, đi nha, đi nha, gặp lại sau nha. Trời ơi, bà nói người ta sống có trách nhiệm mà việc làm của bà thì bà quên.
Điện thoại của dì vui mà cười dữ vậy trời. Gì đâu. Nhắn ai đó? Hỏi làm chi, liên quan gì tới ông? Nhắn tin với trai hả? Không có à nha. Tôi nhắn tin cho ông chủ của tôi chứ bộ. Chỗ tôi làm á. Để chi vậy? Thì bây giờ nhắn tin xin đi trễ xíu không được hả? Tối nay anh chở em đi chơi nha. Tối nay tôi với mấy người đi chơi với nhau được không? Ok anh. Trời ơi, mới hẹn con cái thôi xưng anh liền. Sao dễ dãi dữ hả? Hứa ở nha. Biết rồi mẹ. Trời ơi. Nhớ nha. Nhớ nha. Anh nhớ đón em đúng giờ đó nha. Ủa? Trời ơi, ngày gì á, mình đã gấp rồi, không có tài nào nhận cú xe của mình hết trơn á. Ở đây này cũng không có xe ôm nào hết á. Trời ơi, tôi trễ giờ làm rồi. Cô đang đợi xe hả? Mà anh là ai vậy? Trời, cô không nhớ tôi hả? Hôm bữa tôi hỏi đường cô đó. À, trời ơi, tôi nhớ rồi. Ủa mà sao anh ở đây vậy? Tôi đi qua nhà người quen ở gần đây nè. Có duyên thiệt ha. Thì cũng có duyên thiệt. Ủa mà cô đang gấp hả? Có cần đi đâu tôi chọn qua Giang nè. Không cần đâu, mất công phiền anh lắm. Anh cứ đi đi ha. Phải bằng mọi giá lấy được cái điện thoại này. Nè, phiền hà gì? Trước lạ sao quen. Bộ cô sợ là tôi hại cô hả? Ai mà sợ anh chứ. Đi thì đi thôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Đi. Mẹ à, chè con mua ở tiệm chè mà mẹ đánh giá cao nhất. Ngon lắm con. Ủa, hai đứa đi đâu mà sao về cùng với nhau vậy? Dạ đâu có. Tụi con chỉ tình cờ vô nhà chung thôi. Cô ăn thấy ngon miệng là con mừng rồi. Hồi trước con Nhi nó cũng mê mẩn cái món này. Con với con Nhi có nhiều điểm giống nhau lắm. Hai đứa con đều xinh đẹp, hiền lành và lương thiện, nhưng lại rất là bộc trực, sẵn sàng đấu tranh cho những gì mà mình yêu. Mẹ à, một chuyện qua rồi, đừng níu kéo quá khứ chỉ thêm đau lòng thôi. Dù sao á, người có tội cũng đã phải trả giá rồi mà. Không, quá khứ dù đã qua, nhưng đôi khi nó chính là động lực để ta tiếp tục sống. Người kia dù đã chịu tội, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Không hề đủ. Vậy sao? Thôi đi. Cô nên nhớ, cô làm thuê cho tôi, không phải là bạn tôi. Không có tư cách nói chuyện ở đây. Cái thằng này. Con sao vậy? Con Hằng nó có quyền nói lên suy nghĩ của nó. Còn đó mới là không đủ tư cách để ngăn cản người ta. Trả thù lao cho người ta có vài đồng bộ hay lắm sao? Dạ mẹ, con biết rồi. Mẹ đừng có giận, sau này con sẽ không như vậy nữa.
Mời em. Vô vô vô. Rồi. Vô. Một, hai, ba. Vô. Ây da. Trời ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh lỡ tay, có sao dạ, không em? Dạ không sao. Nhà vệ sinh đâu vậy anh? Ở bên đây nè em. Dạ, em vô xíu nha. Xỏ lá thiệt mà. Ngồi xuống. Mày bình tĩnh được không? Mày không nhận ra ai hả? Cô này là bạn của Hằng đó. Bạn của Hằng thì sao? Cô ta sắp bị người ta hại rồi. Mày không ra tay hả? Mày nhìn phía sau tao kìa. Vô. Xong rồi hả? Dạ xong rồi. Ăn đi em. Xin lỗi nha. Dạ không. Uống nghe. Nè uống đi em. Mời em. Rồi. Dạ. Một, uống nha. Vô. Uống đi em. Uống hết luôn nha. Uống. Dừng lại. Để anh uống nha. Ủa. Không được uống. Đi. Đi về. Nè. Buông tôi ra coi. Trời. Chỗ ta đi chơi đừng có tới phá đám nghe chưa. Đi đi. Tôi không về gì hết. Mấy người phải về với tôi. Thằng kia. Nè mày là ai vậy hả? Dạ không gì đâu. Bạn em. Hai cái thằng xỏ lá này. Đừng nghĩ tao không biết tụi mày làm gì nha. Bé đi về. Cậu đã không muốn về rồi. Mày biến giùm tao một cái. Đúng rồi đó. Mày biến đi. Đừng để tao đánh mày nha. Tụi nó bỏ thuốc vô ly mấy người đó. Thuốc gì? Khùng hả? Đừng có ăn không nó có nghe chưa. Thôi tôi không cãi nữa. Đi về. Đừng. Nó nói không muốn về mà. Thôi kệ ông đi. Tụi mình chơi tiếp đi mấy rồi. Anh. Rồi đi em. Xuống đi em. Mà xuống mà xuống. Rồi nè. Uống đi. Vô em. Vô. Mẹ. Nghe tôi nói đi. Nguy hiểm lắm. Buông ra coi. Nè ông bị điên hả? Phiền ghê á. Thôi mình vô đi. Được mấy em. Anh vô em. Vô. Đó có sao đâu. Bỏ thuốc hả? Uống nữa cho coi nè. Mình ăn đi. Mình ăn đi. Tự nhiên đi. Đi em. Tôi nói đồng không nghe. Đi. Mày bỏ ra coi. Làm gì? Mày muốn gì hả? Mày. 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 Mày làm gì vậy? Hai đánh một như vậy làm sao anh ta chịu nổi? Thanh niên trai tráng mà. Bị đánh xíu có sao đâu. Chưa vậy mày. Gì? Thằng đó phá đó. Thằng này nè. Hồi nãy nó vô á. Nó định sầm sỡ bạn em. Đúng đó. Nghe anh coi. Bắt nó lên trên phường giùm em cái. Đừng lên. Nó lên phường đi. Tôi không phải là người cần bắt đâu. Sao mấy người bắt tôi vậy? Đi. Đi. Nè buông ra. Buông ra coi. Khoan đã. Anh là ai vậy? Hả? Tôi không biết anh. Và chắc chắn anh cũng không biết tôi. Nhưng tôi biết anh này. Thì sao? Đừng tưởng mấy chuyện anh làm tôi không thấy. Tôi làm gì? Mấy anh bỏ thuốc vào ly bia và bắt cô gái này uống. Thuốc gì? Thôi đừng có cãi. Mấy ông làm gì có camera ghi lại hết rồi. Không có chối được đâu. Hai anh bắt lộn người rồi đó. Chính là hai người này. Mày có chân đó. Anh kia. Buông ra. Làm gì bắt tôi? Buông ra. Làm gì bắt tôi? Làm cái gì thì lên công an rồi biết. Cậu có sao không? Cảm ơn anh. Sau này á, thấy không làm lại người ta thì phải biết dùng cái đầu của mình. Hùng hổ đi làm gì rồi đập phá như vậy á, chỉ thiệt cái thân mình thôi. Chuẩn bị lên công an trình báo đi, lấy tiền đền cho quán. Mẹ, mọi chuyện qua rồi, đừng níu kéo quá khứ chỉ thêm đau lòng thôi. Dù sao á, người có tội cũng đã phải trả giá rồi mà. Anh ta nói như vậy
là để giúp mình tránh tình huống không thoải mái sao? Không, anh ta không thể nào tốt với mình như vậy được. Vốn dĩ anh ta và cô cắt khẩu, chẳng qua là vô tình thôi. Cái chết của Nhi ắt hẳn đã khiến cả hai chịu nhiều tổn thương rồi. Có thể anh ta cũng chỉ đơn thuần muốn cô Nga quên đi những ký ức đau buồn mà thôi. Ủa Hằng, về rồi hả? Bà ăn gì chưa? Có đói không? Mà nè, sao cái mặt thừ lừ vậy hả? Ăn rồi, mặt bình thường chứ có thừ lừ gì đâu. Mà làm gì mặt vui dữ vậy? Có chuyện gì hả? Tôi có việc làm nhẹ, lương cao. Tôi đặt một chút xíu thôi mà được 500 ngàn luôn đó. Ghê. Mà làm gì? Tôi làm vệ sĩ cho một bà học đòi làm người nổi tiếng đó. Hèn chi vậy, nhàn là đúng rồi. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này đâu. Vụ gì nữa? Tôi có người theo đuổi á. Thiệt á hả? Ghê không? Ai vậy? Người đó... Chờ chút. Thằng Tí nó gọi nè. Chị nghe nè. Cái gì? Trời đất ơi. Rồi biết rồi, tới liền. Ê, chuyện gì vậy? Hai đứa tụi nó bị bắt ở trên đồn công an kìa. Không bất ngờ gì hết vậy? Có gì mà bất ngờ. Đồn công an là chỗ tụi mình thường tới mà. Thôi đi. Đi. Cái gì? 70 triệu? Theo biên bản, chủ quán báo cáo thiệt hại 3 chai rượu và các đồ uống khác. Ngoài ra còn có bàn, ghế, ly, nội thất. Tổng cộng là 60 triệu. Thêm ảnh hưởng doanh thu của nhà hàng 110 triệu. Tổng cộng đền bù là 170 triệu. Nhưng mà bây giờ một mình nó cũng đâu có đánh lộn được đâu. Nè, đó, bên đây hai người lận nè. 2-1. Trời đất ơi, nếu mà như vậy thì 170 triệu đó phải chia cho ba mới đúng chứ. Đây là yêu cầu đền bù của chủ quán. Bên kia đã chịu bồi thường 100 triệu. Mà chỉ có anh Tý là người có hành vi phá hoại tài sản. Ngoài ra, anh Tý còn mang thêm tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng mà bây giờ đâu có khơi khơi mà tự nhiên nó đánh bên kia được. Không có lửa sao có khói. Một mình nó mà đánh lại hai người này á hả? Trời đất ơi, cũng chỉ để bảo vệ một người con gái nhỏ nhắn vậy thôi mà tự nhiên bây giờ bắt nhỏ bồi thường. Công lý ở đâu? Đúng rồi, công lý gì? Nó đập phá đồ đạc, nó cản trở người ta bán buôn mà đòi công lý hả? Mày nói cái gì hả mày? Cái gì? Rồi sao? Nè, mọi người trật tự, đây là trụ sở công an. Mình bình tĩnh tìm cách giải quyết đi. Mình mà quậy là vô tù ngồi chung với ông Tí nữa. Kệ chị đi. Em xin lỗi nha, tất cả là do em hết á. Biết tiền ở đâu mà trả đây không biết nữa. Chị hay là nhờ ảnh đi. Lại là anh ta. Chắc chắn đây cũng là chuyện tốt mà anh ta cất công dàn xếp chứ gì. Mà thôi, kệ đi. Trước mắt phải cứu thằng Tí cái đã. Tôi muốn mượn anh 70 triệu. Được. Vậy là em của tôi nó được thả ra đúng không anh? Ừ. Cô ký tên vào đây, rồi mọi người có thể về. Dạ. Cảm ơn anh. Ừ. Chị Hằng, em xin lỗi chị. Xin lỗi mọi người. Tại vì thôi, em... Thôi không sao đâu, về trước đi. Ừ, chị tính đi đâu nữa? Chị có chuyện cần phải giải quyết. Minh, đưa tụi nó về. Ừ. Nè, đi về. Dạ. Đi. Tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện hôm nay thật ra là... Điện. Hả?
Hồ sơ mà đã chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai á, cậu chuẩn bị chưa? Hồ sơ nào? Về chuẩn bị đi. Là sao tao không hiểu? Về trước chuẩn bị hồ sơ cho tôi. Tao hiểu rồi. Chào. Sao? Cô có gì cần nói hả? Trước tiên tôi phải cảm ơn vì anh đã cho tôi mượn số tiền lớn như vậy. Nhưng mà anh đừng có đắc ý. Anh đừng có nghĩ là anh dùng mấy cái thủ đoạn của anh để ép tôi làm toàn thời gian cho anh nha. Tôi biết anh đã làm rất nhiều chuyện để phá rối cản trở tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ là những chuyện như ngày hôm nay mà anh cũng bày ra được. Chính anh là người đã sắp xếp để cho bé bị chuốc thuốc, sắp xếp để cho Tí đánh nhau, và anh cũng sắp xếp cho chủ quán chỉ đòi tiền đền bù một bên. Từng bước một, anh muốn dồn tôi vô đường cùng đúng không? Mà phải khen anh đó chứ. Đúng là một nhà biên kịch tài ba. Cô nói xong chưa? Đúng là đồ máu lạnh mà. Được thôi, nếu cô nói như vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là máu lạnh. 70 triệu tôi muốn cô trả tôi trong đêm nay. Nếu cô không làm được, tôi sẽ dồn cô vào đường cùng đó. Được, trả thì trả. Trong đêm nay tôi sẽ trả hết toàn bộ cho anh. Được, là cô nói đó nha. Theo tôi. Nè, nè, buông ra. Cô ngồi đi. Ủa, tôi tưởng phải là... Thì cứ ngồi trước đi. Anh Trung, hiếm khi thấy anh tới đây giờ này, lại còn dẫn theo... Làm gì vậy? Không phải là cô nói sẽ trả hết nợ cho tôi trong đêm nay sao? Anh bị điên hả? Tôi tưởng là cô đã chuẩn bị tinh thần để đương đầu với tất cả mọi chuyện rồi chứ. Sao bây giờ lại như vậy? Anh nói là chỉ cần tới đây ký hợp đồng với đối tác thôi mà. Làm hay không là do cô quyết định. Nhưng tôi cho cô hay, nếu trong đêm nay mà cô không trả số nợ đó đó, thì từ ngày mai trở đi, mỗi ngày tôi sẽ tính nợ lãi suất dồn bằng với lãi suất thị trường. Cô có hiểu không? Nè, tôi đánh anh thiệt đó nha. Tránh ra. Hay, có rồi đây. Bộ này được không anh? Cô đi thay đi. Cái gì? Anh kêu tôi mặc cái này á hả? Không phải là cô muốn có tiền trả nợ hả? Không, nó hở lắm, tôi không mặc đâu. Tôi tính lãi suất đó. Tí. Đã hẹn đến đây vui vẻ một chút để bàn chuyện làm ăn, sao đến trễ vậy? Qua đây bàn chuyện làm ăn, kéo cô ta tới đây làm gì? Trung. Ai vậy? Một cô gái có tiền án rồi, mới đi tù 3 năm vậy. Tao chỉ làm phước giúp cổ có việc làm,
coi như là giúp người xấu quàng lưới. Em, qua đây ngồi với anh. Em có biết không, ở đây á, anh không có kỳ thị ai hết. Ai đến với anh á, anh cũng đều chào đón. Đối với anh á, quá khứ chỉ là tro tàn, tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay thôi là lửa sáng chói lòa. Cảm ơn anh. Em tên là Hằng. À, đúng là em đang kẹt tiền thiệt. Đi tù á thì em cũng đã đi rồi. Một người mà có tiền án như em, muốn làm ăn cái gì cũng khó. Hôm nay em mắc nợ anh Trung một số tiền lớn, nên đành phải biết điều, kiếm tiền trả nợ. Em muốn á là trả xong hết nợ, sẽ không cần phải dây dưa với anh ta nữa. Thì ra là em thiếu nợ anh Trung hả? Tưởng gì, chuyện nhỏ. Em muốn kiếm tiền nhanh đúng không? Giờ thì em cứ ngồi ở đây uống với anh. Tiền bạc thì anh lo cho em hết. Vậy thì còn gì bằng. Để em mời anh ly này nha. Dạ. Em mời anh. Mời em. Để anh rót rượu cho. Ngon quá anh ơi. Rượu này ngon quá, mình phải uống hết nguyên chai luôn nha. Bây giờ anh mời em một ly nha. Cảm ơn anh. Anh Trung uống không? Vậy thôi, mình uống với nhau thôi anh ha. Nè, thôi đó. Cô theo tôi. Cái gì vậy? Đi theo tôi. Buông ra, tôi đang vui vẻ mà. Nè, anh làm cái gì vậy? Buông ra. Buông ra. Nhanh hả? Cô nhập vai cũng nhanh đó. Cô làm nghề này cũng có vẻ điêu luyện. Đây là ý của anh mà. Anh muốn là tôi trả nợ cho anh. Anh muốn là tôi tiếp rượu cho bạn của anh. Tôi chỉ làm theo ý của anh thôi. Anh muốn cái gì nữa? Mệt hả? Để anh đưa em đi nghỉ nha. Anh làm cái gì vậy? Buông ra. Đi. Buông tôi ra. Đi. Nè. Vô đây. Buông ra. Anh làm cái gì vậy? Buông ra. Buông tôi ra. Nè. Cảm ơn anh. Em tên là Hằng. À, đúng là em đang kẹt tiền thiệt. Đi tù á thì em cũng đã đi rồi. Một người mà có tiền án như em, muốn làm ăn cái gì cũng khó. Hôm nay em mắc nợ anh Trung một số tiền lớn, nên đành phải biết điều, kiếm tiền trả nợ. Em muốn á là trả xong hết nợ, sẽ không cần phải dây dưa với anh ta nữa. Thương vụ hợp tác với công ty tao á, mày suy nghĩ tới đâu rồi?
ký hay không ký thì cứ nói thẳng đi, đừng mất thời gian của nhau. Trời, lại nóng tính nữa. Tao với mày á có xa lạ gì đâu. Tối nay á đến chỗ bà Liễu đi, vui vẻ một chút. Muốn ký kết cái gì á thì ký cũng đâu có muộn. Bây giờ tao đang stress lắm. Cần được xóa mày biết không? Chỗ bà Liễu á có nhiều bông, nhiều hoa lắm. Nếu mày muốn á thì tao... được rồi, tao sẽ tới. Cái thằng này lúc nào cũng nghiêm túc vậy, có gì vui? Thư giãn thư thả một chút đi. Nhớ tới đúng giờ đó. Ừ. Không có gì gọi là nghiêm túc trong lòng ăn hết. Cái thằng này, tao tưởng mày với thằng Lam về rồi mà, nên tao mới kêu bạn tao tới đây nè. Hằng đâu? Hằng đâu sao tao biết? Vậy còn thằng Lâm? Thằng Lâm... Tao hỏi mày thằng Lâm đâu? Thì nó dẫn con nhỏ đó lên phòng rồi. Ra! Không ra! Không đi chứ! Chống cự hả? Em theo thằng Trung làm gì? Theo anh sẽ mau có tiền hơn. Chẳng phải em muốn kiếm tiền thật nhanh để trả nợ hay sao? Anh sẽ giúp em, chẳng cần thằng Trung làm gì. Mày làm gì vậy? Mày Hằng, cô bị sao vậy Hằng? Hằng, cô tỉnh lại đi Hằng. Cẩn thận đó. Trời ơi, Hằng, chị Hằng. Hằng, trời ơi, chị Hằng sao say dữ vậy? Nè, cẩn thận. Buông nó đi. Nè, anh làm gì nói vậy hả? Anh là đồ khốn nạn mà. Anh đi đi. Đừng nói là anh hại chị Hằng nha. Hai cô lo cho cổ đi. Ê, nè, ê, nè chị Hằng. Vì chị Hằng vô nhà trước đi rồi mình tính sau. Mày về rồi đó hả? Cái thằng này làm hết hồn mà. Nhà mày đâu mày không ở? Qua đây làm gì? Tin nhắn chết tao hả? Chờ mày. Sao mặt đen? Chờ mặt. Mày là mắt cà rồng hay sao mà sợ chói mắt? Ủa? Mày bị gì vậy? Ờ, ngoài trời đâu có mưa đâu. Trời không có mưa. Tại sao mày ướt? Thì đó là chuyện của tao, mày hỏi làm cái gì? Nè, công cuộc trả thù của mày sao rồi? Dù cũng vậy tao sắp thành công rồi. Rồi sao? Nhưng tao dừng lại. Mày không nỡ hả? Tao thấy gì mày biết không? Dù mày cố tỏ ra trả thù Hằng, nhưng thực chất mày đang bảo vệ cô ấy thì đúng hơn. Đó là cái nhìn khách quan của tao về chuyện này. Còn mày biết hay không thì tao không biết. Nhưng mà thôi, mày cố chấp lắm. Mày cản mẹ mày không được nhắc tới em gái của mày, để cho Hằng không khó xử. Mày ra mặt giúp hai người bạn thân của Hằng, không phải vì Hằng sao? Mày cho Hằng mượn 70 triệu, ok, đối với mày không phải là số tiền lớn, nhưng đối với cô ấy, mày có chắc là cô ấy trả nổi cho mày không? Không chắc. Nghĩa là mày đã sẵn sàng cho không, không cần phải lấy lại. Không có ai mà ngu đâu Trung. Mày dùng số tiền đó để đổi điều kiện khác. Đối với người khác á, thì mày có thể lừa, còn đối với tao thì không bao giờ. Riết rồi, tao thấy mày giống như mấy người
nam chính mà giả vờ làm trai hư trên truyền hình. Ngoài mặt thì tỏ ra gian ác, nhưng mà trong lòng không chịu chấp nhận. Tao nói đúng không? Quen quá mà. Nhìn cái bộ dạng của mày bây giờ, chắc chắn không phải xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện drama như trên phim truyền hình. Mày nói nhiều quá à. Mày không thấy mệt hả? Mệt chứ. Nhưng mà tại tao nói đúng sự thật. Về đi, mày phiền tao lắm rồi đó Thiện à. Về chứ. Nhưng mà tao còn ở đây á, chẳng qua tao lấy thân phận là bạn thân của mày. Nếu tao là thân phận thằng trợ lý, tao về nhà tao ngủ, tao nghỉ cho khỏe rồi. Hơi sức đâu mà ngồi nói chuyện với mày. Tao khuyên mày á, lên nghỉ ngơi đi. Chuyện gì xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Chuyện gì đến á thì nó cũng đến thôi. Mày suy nghĩ chi cho nó mệt vậy? Trời ơi, mày về giùm tao cái đi. Mày phiền tao lắm rồi đó Thiện à. Ngày mai tao sẽ lấy lại chìa khóa. Vậy thì vậy. Nhưng mà mày thừa nhận là tao nói đúng tim đen của mày chứ gì? Cái thằng... Thôi được rồi, để tao về. Ngày mai muốn đổi chìa khóa, để tao kêu thợ qua làm cho. Mày làm chi mất công? Tỉnh rồi. Chị Minh ơi, chị Minh ơi, tỉnh rồi chị Minh ơi. Ờ. Bà tỉnh rồi hả? Đi múc cho hàng tô cháo đi. Dạ dạ. Rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện gì với bà vậy? Mà hôm qua sao tôi về được nhà vậy? Thì ông Trung đưa bà về chứ sao? Ông Trung hả? Sao tôi không nhớ gì hết trơn vậy nè? Bộ dạng hai người lúc đó ướt nhẹp, cứ như là đi dầm mưa về vậy đó. Nè chị, chị ăn miếng cháo đi. Cảm ơn em, phiền mọi người quá. Bà thấy trong người sao rồi? Có cần phải uống thuốc men gì không? Tôi không sao đâu. Bà không nhớ lúc đưa về. Vậy trước lúc đó thì sao? Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ là tôi bị quăng vô cái phòng. Rồi thằng cha kia chút nữa thì... Cái gì? Tại sao bà lại ở đó? Tại sao đi một mình mà không gọi tụi tôi hả? Tại vì anh ta nói có hợp đồng cần ký kết với đối tác. Nói tôi chỉ cần tiếp rượu thôi là coi như trả nợ hết cho anh ta rồi. Ý bà là thằng khốn nạn đó chuốc rượu bà xong rồi cưỡng bức bà đó hả? Đợi đó. Ê, định làm cái gì vậy? Thì đi cho hắn ta một bài học chứ gì. Chị, thằng đó là phải ông Trung không? Thì cái thằng khốn nạn đó với cả ông Trung luôn. Ai biểu ông Trung là người ép con Hằng tiếp rượu làm chi? Thôi, tôi không sao mà. Mà hình như là trong cái thời khắc nguy hiểm đó, tôi có nhìn thấy anh Trung. Hình như là anh ta đã cứu tôi đó. Rồi sau đó thì tôi không nhớ gì nữa. Cứu chị sau khi ép chị trả nợ? Gì kỳ vậy? Thì rõ ràng hai chuyện đó là hai chuyện riêng biệt mà. Muốn trả nợ thì có thể trả nợ chính đáng. Chắc tại thằng khốn nạn kia làm quá nên ông Trung mới nhảy vô cứu bà đó. Nhìn anh ta khó lường thiệt. Mặt lạnh lùng vô cảm. Mình sẽ không bao giờ biết anh ta nghĩ gì muốn gì đâu. Lạnh lùng, khó hiểu, khó lường. Nhưng mà có thật là vô cảm không? Nếu mà vô cảm thì tại sao lại quay lại? Tại sao lại cứu mình và mang mình về tận đây? Anh ta có thể bỏ mặc mình mà. Tóm lại thì doanh thu của trang thương mại Autobuy đã tăng sắp xỉ 2% so với tháng trước. Không lẽ không có chút thắc mắc gì cần hỏi mình sao? Không lẽ không cần mắng mình hay là cảm ơn mình sao? Như vậy, với phương hướng đã đề ra về các trọng điểm chính cần đánh mạnh vào quý tới, tôi hy vọng là Autobuy sẽ có bước phát triển doanh thu đáng tự hào hơn.
Tôi công nhận và đánh giá cao sự nỗ lực góp phần giúp cho trang Autobike phát triển, và đó là thành quả cao của tất cả mọi người. Nhưng mà công bằng mà nói, 2% là con số quá thấp. Tôi thừa nhận đánh giá của chủ tịch. Tôi mong một con số ấn tượng trong kỳ họp lần sau. Dạ. Hôm nay tới đây thôi. Anh khó chịu đúng không? Ý em là sao? Đây là lúc anh phải nhìn ra con đường của chính mình. Cái ghế phó chủ tịch đó sẽ mãi để trống cho đến khi người ta tìm được người thay thế. Là sao? Anh vẫn chưa hiểu hả? Anh ta chỉ coi anh như là một con cờ. Cho đến khi anh ta tìm được người phù hợp thay thế, và chắc chắn người đó không phải là anh. Nói trắng ra là anh ta đang lợi dụng anh đó. Vậy bây giờ anh phải làm gì? Anh phải tính ra con đường khác. Cả chuyện hôn nhân và sự nghiệp của anh nữa. Có lẽ cô ấy nói đúng. Nếu anh ta thật sự muốn bồi dưỡng mình thì đã không gây khó dễ cho mình. Sớm muộn gì anh ta cũng đá mình đi. Xem ra cống hiến hết mình cho anh ta cũng chẳng được ích lợi gì. Em tiết lộ cho anh một bí mật. Anh họ em như là mất một nhà đầu tư tiềm năng. Đây chính là cơ hội của anh. Tức thiệt chứ. Tôi mà cũng dám chơi nữa. Thôi anh cứ bình tĩnh đi. Thật ra là ông anh họ của em không có biết nặng nhẹ gì đâu. Không ngờ nó dám ra tay với tôi chỉ vì giành gái. Dù sao tôi với nó cũng là bạn bè lâu năm, cũng là đối tác với nhau nữa. Vậy chắc là cô gái đó có một lai lịch gì dữ lắm nên anh họ mới làm vậy chứ đúng không? Lai lịch gì đâu. Lai lịch mà ai đi tiếp khách như vậy. Đã từng đi tù lại đi tiếp rượu nữa, mà cứ xem mình như là mỹ nữ. Ra tù. Cô ta tên gì vậy anh? Cỏ dại bên đường. Tôi cũng không nhớ. Hình như là... À đúng rồi, tên Hằng. Tên Hằng? Ừ. Chẳng lẽ... Thôi chúng ta tập trung vô chuyện chính đi ha. Đúng rồi, nãy giờ em quên giới thiệu với anh. Giới thiệu với anh, đây là anh Thanh. Về mảng kinh doanh bên anh á, thì anh Thanh là một người có kinh nghiệm và tố chất hơn anh Trung nhiều. Đó, vì em thấy ông anh họ của em có lỗi cho nên em mới bù cho anh một nhân tài như vậy nè. Chịu không? Thật sao? Rất vui được gặp anh. Dạ, tôi là Thanh, phụ trách trang Autobike của công ty. Chào anh. Làm quản lý chính cho trang Autobike cũng giỏi đó. Dạ. Hai người cứ yên tâm nha. Hai người cứ đưa ra một kế hoạch cụ thể rõ ràng. Nếu được, tôi sẽ đầu tư. Cảm ơn anh nhiều. Chúc cho làm ăn của chúng ta thật thuận lợi và suôn sẻ nha. Tại sao Hằng và Trung lại trở nên thân thiết như vậy? Nếu như Trung biết hết sự thật thì có phải là tất cả hận thù mà Hằng đang chịu mình sẽ phải gánh hết không? Xem ra Hằng càng lúc càng trở thành một mối nguy cho mình. Mà ở dưới trướng tên Trung kia cũng không phải chốn an toàn. Đã đến lúc mình phải tạo dựng một đế chế riêng rồi. Chị mang vô cho mẹ em giùm em đi. Chứ em ở trong bộ dạng này em không dám gặp mẹ đâu. Em á, nếu mà thương mẹ, làm ơn, trời ơi, trưởng thành về một cái đi. Đừng có sốc nổi như ngày hôm qua nữa. Em biết rồi mà. Chị giúp giùm em đi. Cái này nếu như mà em tận tay đưa cho mẹ, có ít hơn chị gấp 1000 lần đó. Em cũng muốn tận tay đưa cho mẹ lắm, nhưng mà không phải là lúc này. Xin lỗi. Bà đó nha, làm cho cẩn thận. Làm kiểu đó hả, mất khách hết đó. Cái bà này. Nói gì quên rồi. Đó, thấy chưa, vậy cũng đi nói người ta. Cái vụ gì mà con nhỏ gì đó. Chuyện con dâu của tôi, con dâu tương lai của tôi đó. Nó giàu ghê lắm. Nó là em họ của chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử mà giàu nhất gì thế giới đó. Không không,
giàu nhất nhì cả nước này đó. Bà thấy ghê không? Nghe như vậy á là biết gia thế nó khủng tới mức độ nào rồi. Ghê vậy ta? Chứ sao? Nè, bây giờ tôi còn ngồi đây với bà là bà nên trân quý tôi nha. Chứ mai mốt bà không có cửa để gặp mặt tôi đâu. Bởi vì sao? Bởi vì sau này tôi sẽ giao du và tiếp xúc với lại giới thượng lưu, toàn là những phu nhân nhà giàu không đó. Còn ăn uống á hả, là phải qua nhà hàng 6 sao 7 sao để ăn đó. Thiệt tôi không ngờ bà tốt số vậy luôn đó bà. Mất con dâu này rồi tìm ngay con dâu khác tốt hơn luôn. Dâu nào? Mất dâu nào? Nè, bà nói sao vậy? Tôi chưa bao giờ coi con nhỏ tù tội là con dâu của tôi nha. Sao? Nghĩ sao mà cái đứa đi tù ơi. Nhỏ này chết linh lắm á. Cái bà này. Dạ, con có đem đồ ăn qua cho cô. Con để đây nha. Ừ, cô cảm ơn nha. Có gì lát cô ăn ha. Ừ. Con về. Ừ. Thưa bác. Đi đi, đừng có cản bước đường của con trai tôi. Cái bà này. Bà ha, dạo này bà nghĩ sao bà thân thiết cái đám nữ tù hoàng lương đó vậy? Trời ơi, thân đâu mà thân. Gió ở tầng nào á thì gặp mây tầng đó. Bà cứ giao du tiếp xúc với tụi nó đi nha. Là bà ở mây cái tầng thấp nhất đó. Tôi nói là tôi không có thân. Tôi chưa hề trang điểm, chưa hề làm móng gì cho nó hết trơn á. Mà tại vì thỉnh thoảng nó cứ đem đồ ăn qua nó cho, rồi nó để vậy nó đi đó. Thiệt tôi cũng ngại muốn chết luôn á. Ngại thì đừng có nhận, giao du với nó làm chi. Ủa chà. Đó, thấy chưa đó. Cái đầu vũa nhọn quá à. Cái này nghiệp chứ nhọn gì. Tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng mà tôi biết anh là người đã cứu tôi. Ừ. Tôi vẫn nhớ là hợp đồng vẫn chưa được ký, và món nợ 70 triệu đó tôi vẫn chưa trả được cho anh. Có nghĩa là tôi vẫn là con nợ của anh. Ừ. Anh yên tâm đi, tôi hy vọng là tôi sẽ trả được nợ cho anh bằng cách thức của mình. Tùy cô thôi. Cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Vì anh đã cho tôi mượn số tiền lớn như vậy. Cô vô trong đi. À mà cảm ơn chị, hôm qua anh đã cứu tôi. Mày đâu rồi thằng quỷ? Tao nè. Gì vậy? Mày ra đây. Hả? Mày làm gì vậy? Mày tính hù chết tao trước cửa nhà tao hay sao? Con này là sao? Mày làm gì nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy? Tao có làm gì to tát đâu. Ai biểu mày đổi chìa khóa làm chi? Tao vào không được, nên tao chắc hẳn đây. Nhà này là nhà của tao, chứ không phải là nhà của mày. Tao biết rồi, nhà tao với nhà mày cũng như nhau thôi. Cái thằng này, nhà mày là nhà mày, nhà tao là nhà tao, không có như nhau được nha. Có vẻ như bây giờ mày làm cái gì mày cũng không nhớ nữa. Trong đầu của mày bây giờ chỉ nhớ những chuyện liên quan tới Hằng thôi à. Tao nhắc lại một lần nữa cho mày nhớ, chuyện gì mà tao đã quyết á thì chắc chắn tao sẽ làm. Ok ok, chuyện gì mày đã quyết á thì chắc chắn mày sẽ làm. Mày rất dứt khoát, mày là số một. Ok. Bây giờ có thể mở cửa cho tao đem đồ vô không? Nãy giờ tao mệt rồi đó. Nè, mày cần tao làm nữa hay gì? Nhà mày mày làm, chứ đâu phải nhà tao đâu.
Rồi, đúng không? Chờ gì? Ủa, anh đi đâu vậy? Em đang chuẩn bị cơm nè. À, chắc để hôm khác đi. Hôm nay anh hơi mệt. À, vậy hả? Không sao, để em tiễn anh nha. À, thôi khỏi, để anh tự về được rồi, em khỏi tiễn. Dạ. Anh về nha. Ừ. Alo, alo, cô Lê hả? Con nè. À, anh Thanh... Sao mà kêu bằng cô? Thay đổi cách xưng hô đi. Cho nó thân mật. À, thằng Thanh nó nói là hôm nay nó đi làm về trễ nha con. À, dạ, vậy hả? Anh có nói mà con quên. À, cô... À, mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi nha. Có gì hôm nào con ghé chơi. Ừ, mẹ nghỉ ngơi đây. Dạ. Chào con. Con chào mẹ. Ừ. Dâu mình... Em cứ cầm lấy cái thẻ này, lấy tiền trong này làm vốn, đi một nơi thật xa nào đó, làm lại từ đầu là được. Không cần đâu. Lần trước tôi cũng đã nói rõ ràng rồi, tôi không có lấy, anh đừng ép. Sao em cứ làm khó anh, làm anh dây dứt hoài vậy? Anh làm gì vậy? Anh nên nhớ là chúng ta đã chia tay rồi, bây giờ không còn như trước nữa. Anh đừng có tùy tiện như vậy. Tôi nhắc lại một lần cuối, tiền này tôi sẽ không lấy, và tôi cũng sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ tự lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng của mình, không cần phiền tới anh. Rồi, đi nha. Gì vậy trời? Không sao đâu, mà làm gì mặt mày căng thẳng lo lắng dữ vậy? Sao mà không lo được? Cái thằng cha nội đó hay nổi điên lắm. Lần trước á hả, gọi điện thoại cho bà, hành hạ bà tơi tả như vậy á, ai mà không lo được chứ. Lỡ hắn ta lặp lại lần nữa rồi biết làm sao giờ? Đúng rồi đó chị. Em thấy cái người đó bất thường lắm, có thể trả thù chị bất cứ lúc nào á. Chị, có gì cố nhịn nha chị. Nhẫn nhịn là thượng sách mà. Tôi thấy con bé nói đúng đó. Có gì á bà phải nhịn nha. Nhưng mà đặc biệt á là phải có điện thoại bên mình. Có gì á là alo cho tôi liền nghe chưa? Rồi. Em thấy á, tốt nhất á, bây giờ chị nên làm vui lòng anh ta đi. Loại người như anh ta á, không có chịu nổi những ai làm phật ý của anh ta đâu. Ủa mà khoan, dù gì anh ta cũng cứu mạng chị mà. Chị cảm ơn anh ta chưa? Ừ, chưa nữa. Nhưng mà thiệt tình á, tôi cũng biết là tôi cần phải cảm ơn anh ta, nhưng mà chưa có cơ hội. Thì mà thôi đi, cái đó tính sau đi. Tôi đi hả? Đi á. À, nè, phải cẩn trọng nha. Có gì á phải gọi nghe chưa? Nhẫn nhịn là thượng sách nha chị. Thiệt tình á, lo cho bả ghê vậy đó. Em ước gì một ngày nào đó mình không cần đi làm mà vẫn sống khỏe ha. Bớt mơ tưởng đi cô nương. Thì em nói vậy thôi, chứ mình phải cố gắng làm việc để phụ chị Hằng trả nợ nữa, đúng không? Coi như em vẫn còn chút lương tâm đó. Bây giờ vô chuẩn bị đi làm. Dạ.
cái thằng quỷ này. Để tao yên được không? Tao đã cố. Cô nói trước đi. Cô tới đây làm gì? Tôi tới đưa anh cái này nè. Anh cầm đi. Cảm ơn anh. Con hàng đâu rồi? Mày ra đây coi. Mày trò đi cướp chồng của người khác rồi hả? Tao không bao giờ chấp nhận mày đâu. Dựa cái mặt mày ra coi. Mày có ngon ra đây. Đồ của tiểu tam. Nè nè, hai con mụ kia có biết sĩ diện không vậy? Dám vác cái mặt tới đây mà vu quay cho con Hằng hả? Nó mà có sĩ diện hả? Tao là tao chưa biêu riếu nó cho thiên hạ biết là mai đời cho nó lắm rồi đó. Đồ cái thứ đi quyến rũ chồng người ta mà còn mày đặt làm ra vẻ cao sang. Tao đã nói rồi, tao không bao giờ chấp nhận con đó. Tao chỉ chấp nhận con này thôi. Tao chỉ chấp nhận Mỹ là con gái nhà tao thôi, hiểu chưa? Mày nói nó quan hả? Đàng hoàng thì ra đây nói chuyện, sao phải trốn ở trong đó? Trà xanh riết quen thói không bao giờ thay đổi à? Thôi con đừng có giận, để mẹ. Nè, nói với tụi bay á là cái thứ đã mang tù tội còn không biết đường chừa, bây giờ còn trường mặt ra đi quyến rũ người ta, phá hoại gia ca người ta. Tụi bay là đồ yêu nghiệt. Đây là cách mấy người thể hiện được cho là những người cao sang hả? Nè, tụi nói hai con mụ biết nha, mau biến khỏi nơi đây, còn không đừng trách tôi giang hồ nghe chưa. Mày thách tao hả? Mày hù tao hả? Thách lại mày đó. Mày dám làm gì tao? Làm thử đi. Tao kêu công an còng đầu tụi bay. Thứ tụi bay chơi chung vậy là phải rồi. Tối ngày chỉ biết đi mối tiền đàn ông. Được, chờ đó tao. Dám gì? Mày kêu nó ra đây. Mày kêu con Hằng ra đây. Ba ra đây rồi với tao nè. Mày giỏi mày ngon, mày kêu nó ra đây. Hằng đâu? Ra đây. Tao ra đây coi. Tụi bay đâu? Tụi bay đi chưa? Ai trời ơi. Đi. Ai đi? Biết cái gì hả? Đi. Mấy người biến nhanh chưa? Đi. Mấy đứa ở đây. Đi đi. Đi. Tụi này hung dữ quá. Đúng là điên khùng mà. Dám nói chàng vậy hả? Vô đây ngồi con. Đúng là cái lũ đầu đường xó chợ vô học. Con có bị sao không con dâu? Dạ con không sao. Mẹ có sao không ạ? Mẹ cũng không sao hết á. Thiệt tình. Ủa mẹ? Hả? Mẹ với Mỹ bị sao vậy? Con hỏi sao trăng cái gì nữa? Là do con hết thảy á. Con hả? Con làm gì? Anh làm gì? Anh mà không biết anh làm cái gì có lỗi với em á thì đừng gặp mặt em nữa nha. Con. Mỹ. Con dâu. Mẹ. Rước theo nó đi. Thôi, em đừng có giận nữa mà. Trách gì cái đám bạn tù vô học đó. Còn về Hằng á, anh còn tình cảm gì với cô ta đâu mà em ghen. Anh chắc chưa? Chắc chứ. Đối với Hằng bây giờ anh chỉ muốn cô ta biến khỏi thành phố này thôi. Em nghe nè, trong lòng anh á, chỉ có em thôi. Anh chỉ là không muốn cô ta ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Vậy sao anh đưa tiền cho cô ta? Nếu như mà không quan tâm thì anh đưa tiền chi? Mỹ à, thì tại vì á, anh muốn cô ta biến mất khỏi đây. Chứ em nghĩ sao mà anh có thể yêu loại người tồi tệ như cô ta. Anh là người mà em yêu. Với lại anh chỉ yêu mỗi mình em mà thôi. Anh không muốn cô ta ở lại đây thêm nữa, để không ảnh hưởng tới uy tín của tụi mình. Anh nhớ lời anh nói đó. Nếu như sau này em phát hiện ra anh gian dối, em sẽ không để yên cho anh đâu đó. Anh nhớ chứ. Anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi. Hãy